Wow. Nó là... thiếu cái đèn Đúng sau không? Đèn... Ừ. Chắc giờ em mới để ý chứ bình thường chị thấy nó cũng Dạo gần đây nó mới bị đúng không? Đúng rồi chị ơi ta hình phụ nó méo mà. méo. Để gắn vật lại coi, nó hơi méo méo. rồi Đây. được quá, rồi. thẳng rồi đó. Vô lại cho. Chưa Chứ có thông báo chưa Ủa sao vậy? Nó không hiện lên tin hả em? Dạ em chào tất cả các chị mới vào xem like luôn chị nha Chị nào mới vào xem like thì cho em xin vào nút chấm tương tác trên like luôn ạ à. Hello các chị đẹp của em Các chị ơi ai đang coi like Các chị vô like chia sẻ like giùm em ăn nha các chị nha Dạ vô like chia sẻ like mạnh tay và có hội nhóm giùm em nhớ luôn chị nha cô. chị nào, đang, chị nào đang coi like thì cho em xin vào nút chấm tương tác trên like luôn ạ à. Cái nít này nít nào vậy? vậy Dạ em chào chị Hạnh Dung Nguyễn luôn ạ à. Chào tất cả các chị mới vào xem like luôn á chị nha Chị nào mới vào xem like thì cho em xin vào nút chấm tương tác trên like luôn á Hài nhớ hài nhớ mọi người Ai đang coi like các chị ơi vô like chia sẻ like cho bé anh cả nha các chị nha Dạ em cho chị Hoa Ngọc luôn ạ. À. Chị nào mới vào xem like thì chia sẻ like mạnh tay dùm em luôn chị nha Cho em một phút dưỡng da đi Em dưỡng da xong rồi em sẽ like về phong thủy cho mấy chị Hôm nay em có cái này em chỉ mấy chị nè Đó để cho mấy chị có tài có lọc Ai coi like các chị vô like chia sẻ like cho bé anh cái nha mọi người nha chia sẻ like mạnh tay giùm em luôn chị nha em chào chị nguyễn thị hà chào chị Quyên nguyễn chào chị ti Gon luôn à. chị nào mới vào xem like thì cho em xin vào nút chấm tương tác trên like luôn á chị nha he nhô he nhô xin chào chị ti hello chị hoa ngọc hello chị hạnh dung cho với anh một phút 30 giây em dưỡng xong cái làn da em cái ờ em tha tí thôi tại em mới tắm xong là em sẽ lên like liền nha mọi người nha ai có like vô like chia sẻ like giùm em cái đi chị sẽ like mạnh tay giùm em luôn chị nha em chào chị thủy cho ngô luôn à em hát chị thạnh dung nguyễn chị nha thấy được thông báo không có thông báo rồi giờ chị nào mới vào xem like thì chia sẽ like mạnh tay giùm em cho em xin vào nút chấm tương tác trên like để em thấy mình luôn chị nha Hình như like tối hình như không có nhiều người coi hay sao á Thấy ít comment lắm Vô like vô like cho mấy anh nha mọi người ơi à, Thấy em cho em xin một nút comment để em biết được em like nha mọi người ha Tại vì uh, live livestream mà không có ai comment là em buồn dữ lắm Ủa ừ, sao mất phanh cứng rồi Bởi vậy người ta nói phanh cứng nó có ngày ngày này ngày kia lắm Không hiểu sao Facebook nó bị lỗi á tình yêu ơi Chị mới dưỡng, dưỡng serum nhị hoa nghệ tay giống em đó Da mịn lắm chị Hạnh Dung Nguyễn Đã hai chị Hạnh Dung ha Em mới gọi đầu xong, mới tắm rửa xong là em phải thoa một lớp serum Tại mấy hôm nay ngủ mấy lạnh da nó khô Hello chị Quý Nguyễn ạ à. Ai đang coi like các chị ơi, vô like chia sẻ like cho bé anh cái đi các chị Chia sẻ like mạnh tay giùm em luôn chị nha cho em xin vào lúc chấm tương tác sẽ like luôn Em mà. đợi đông đông người vô một tí rồi Em tư vấn về cái này nè Đây nè Hôm nay em sẽ tư vấn về cái này em chỉ mấy chị Và cái này là chia sẻ có sao nói vậy luôn Chị Huy Châu Ngô chị mới nhận được nhận hổ phách đẹp mê hồn luôn Cảm ơn chị Huy Châu Ngô rất là nhiều Ai đã nhận được phong thủy nhà em mà thấy đẹp mà thấy xinh Cho xin chút ít cảm nhận trên live stream nha mọi người nha Dạ cho sếp cảm nhận trên like luôn á chị nha Chị Ti con chia sẻ là nhận đồ rồi mấy áo đẹp quá luôn à Nhận đồ rồi mấy áo đẹp quá Cảm ơn chị Ti Gon rất rất là nhiều Vô đây đi Chia sẻ cho em rồi bây giờ lát em tặng cho mấy chị mỗi người cái này để mấy chị về mấy chị tốt cho gia đình của mấy chị nè cái này là em sử dụng sao hoặc em xài như thế nào thì em sẽ tư vấn cho mấy chị như thế đó à chị nào à, trong trong năm hoặc là trong tháng này hoặc là gia đình mình không có được như ý nguyện nói chung là có nhiều cái xui rủi không có may mắn thì các chị vô live stream này chia sẻ nha em sẽ hướng dẫn mấy chị cách làm sao để khắc phục cái điều đó ai coi like chia sẻ giùm em cả nha mấy chị nha Dạ chị nào bấm vào xem like thì cho em xin vào nút chấm tương tác trên like luôn chị nha Chị là đã nhận được phong thủy bên em thì cho em sẽ cảm nhận trên like luôn ạ à. Em sẽ tư vấn về cái này cho mấy chị Để cho mấy chị À khoan hôm nay em có cái này nữa Có nhiều hot lắm Đợi đi vô đông đông xíu đi rồi mình 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 like Hello chị Trần Yến Nhi à. Hello chào chị Trần Yến Nhi Like hết đi Mấy chị chia sẻ hết cho em chưa Bây giờ mấy chị vô like chưa Mấy chị cho em xin ý kiến đi À, có ai gia đình mình không được may mắn hoặc là đang có những cái chuyện xui rủi không có được à, may mắn à, thì các chị vào trong cái live này với anh sẽ tư vấn cho mấy chị ha bây giờ em sẽ à, cho mấy chị xem hiện tại dầu gội collagen xài mềm tóc mượt tóc thấy không rụng tóc luôn đó minh anh dạ cảm ơn chị nguyễn thị thu thủy hello chị phương loan hello chị loan yêu ạ à. đây em sẽ cho mấy chị xem cái này đây đợi em tí nha mọi người nha Mấy chị thấy không ạ? À? Hello mọi người Thì hôm nay em sẽ tư vấn cho mấy chị Và em sẽ chỉ cho mấy chị Cách như thế nào để mấy chị có được cái tài lộc Và cái gọi là cái trạch của nhà mình á Nó may mắn hơn có mấy chị phúc khí Lên sạch kinh linh chị dạ. Nha mọi người nha Đây mấy chị Đây Đấy các chị nhìn cái này các chị biết đây là cái gì không? Đây mọi người vô like mấy chị biết đây là cái gì không? Mấy chị vô like chia sẻ đi em sẽ tặng cho mấy chị một ít đáy lọc Đa mọi người nha mấy chị nhìn mấy chị biết cái này là cái gì không ạ nói chung là sẽ rất rất ít là người biết hello chị hiệp phan rất ít người biết sẽ có người biết có người không biết về những cái này đang à, coi like chia sẻ giùm em mình làm hũ đá bảy luân xa hũ đá bảy luân xa là nó có công dụng là mình để ở trên bàn làm việc còn cái này em sẽ chỉ cho mấy chị phúc khí trong gia đình luôn hello chị chị em My trần cái này nó khác á chị hạnh dung nguyễn em tư vấn cho chị hạnh dung nguyễn về cái này nha cái nắp đâu rồi à? đây chào chị ngọc loan đây nha mọi người ha đố mấy chị cái này là cái gì đây có ai biết đây là cái gì không mà đặc biệt nha cái này là đem lại vũ khí cực kỳ tốt chia sẻ em chị cái nữa đi đây nha mọi người cái này là là một trong những cái loại đá đem lại cho mấy chị cực kỳ cực kỳ nhiều cái may mắn luôn và em sẽ chỉ biết chị cách sử dụng của nó như thế nào các chị biết một cái người ta là người ta ví dụ như người ta làm mà luân xa người ta có thể làm đá đá vụn người ta có thể làm đá vụn nhưng các chị biết rồi đá nhà em thì cục nào cục nấy nó rất là to nó siêu to luôn á và nó siêu siêu lại gây lại tài lộc luôn chính xác nó là đá phong thủy nhưng nó không phải gọi là bảy luân xa từ từ nhớ để mình hữu nha đi công việc chút vô coi ok chị hiệp phan bây giờ em sẽ tư vấn cho mấy chị cái này và ai đang coi like của em thấy cái like trực tiếp của em em anh sẽ hỗ trợ tặng cho mấy chị hello chị ngọc yến nguyễn ạ à. đây mọi người nó sẽ có rất là nhiều cái này gọi cho em là thạch anh cái đá này nè là thạch anh tóc cái này là thạch anh tóc nha mấy chị nha cái này hay vì mình làm lên thành một cái mảng đá một cái viên đá thì thì cái này là cái viên thạch anh tóc và cái này có mỗi cái năng lượng rất là riêng đợi em tí em sẽ cho mấy chị xem lần đầu tiên chị thấy và chị chưa có hiểu chị thu hà nguyễn rồi để em chỉ chị thu hà nguyễn luôn em đố mấy chị nhìn cái này nó không phải là nó không phải là đá đâu mấy chị biết cái này là cái gì không cái này là ngọc đó mấy chị viên này mấy chị đang nhìn nó là viên ngọc đó ngọc ngọc bích đỏ ngọc bích đỏ chứ không phải là đá đâu cái này là đá thạch anh nè à cái này là đá cho em là thạch anh xanh nè đá thạch anh đen còn cái này là ngọc bích đỏ đây từ từ em sẽ tư vấn về cái này cho mấy chị hiểu về những cái này nha mọi người nha để em cho mấy chị coi hết màu à đây đẹp cực kỳ luôn á và rất là xinh đẹp lắm mọi người Quá chị nha. đẹp lắm mấy chị cái này là màu hồng cái hũ này là thạch anh hồng đây là những cái gọi nó nó không phải gọi là đúng nếu như nếu như mà mình để một lọ mà đủ màu thì người ta gọi là bảy luân xa nhưng trong đây nó gọi là đá phong thủy hóa giải đá phong thủy hóa giải nó gọi là phong thủy gọi là phong thủy uh, vụn nhưng mà của người ta là vụn vụn của mình là hạt to cái này sẽ rất ít người có tại vì cái này là hàng chất lượng đây em tư vấn cho mấy chị cái này nha chị nào đá này là đá thiên nhiên nhà em không qua hàng xử lý khi mà em cho mấy chị coi hàng thô như thế này Quay cam sau cho mấy chị biết Là mấy chị sẽ hình dung được đá 100% là hàng thiên nhiên hết Thì cái này mình, 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 mình em tư vấn nè Em tư vấn cho mấy chị nè Cái này á, người ta đặt được rất là nhiều chỗ Người ta có thể rải nền nhà rải mộ, lót dưới giường hoặc là người ta đặt ở trong nhà nha mấy chị nha. Nó sẽ đem lại nhiều cái phúc khí riêng rất rất là tốt luôn và đặc biệt á phương pháp cái này nè nó sẽ giúp giải hóa giải âm khí, tăng thêm dương khí và đem lại nhiều vận may cho gia đình của mấy chị. Đây. Có ai đã biết về cái loại này chưa? Ai đang sử dụng phong thủy của em cho em xin ít cảm nhận nha mọi người nha. Đợi em tí em sẽ tư vấn về cái này. Bây giờ em sẽ trước khi em vào cái tư vấn thì em sẽ muốn đọc vài cái comment của khách. Cái này em sẽ tư vấn với chị trên like Và mấy chị yên tâm rằng Cái nào mà em đã bán Cái này nè em bán cho khách sĩ nè Một bao lớn của nó là 5kg Người ta mua về người ta bán lại cho khách Nha mấy chị ha Có những chị khách nhà em là coi bói á cái chị khách mà hay đặt hàng phong thủy nhà em á là chỉ coi bói xong rồi về chị bán cho người ta cứ một người là một hũ nhỏ như thế này hồi xưa em bán quả cầu phong thủy bây giờ em sẽ like về cái này em chỉ cho mấy chị mấy chị biết tại sao người ta đem cái này về người ta nhà nào cũng cần nhưng mà ít người biết lắm cái này là chia sẻ thiệt luôn nha mọi người nha ai đang coi like phong thủy ai đang sử dụng phong thủy cho xin ít cảm nhận trên like giùm em đi mấy chị dạ em cho chị nguyệt minh nguyễn luôn rồi chị đã đem mang phong thủy nhà em thì cho em xin cảm nhận trên like luôn á chị này còn nha. ít đúng không trời ơi đẹp quá dữ hương quá xin không hello với anh xin chào chị nguyệt minh nguyễn chị nào gia đình mình đang gặp lục đục không được như ước nguyện không có may mắn mấy chị vô like này giùm em Nhà mấy chị nha. Uh, hello chị uh, chị Hoa Ngọc phong thủy nhà bé đẹp thì tài lộc và may mắn. Chị Minh Châu chia sẻ đá này chị mua bên nước ngoài mắc lắm mấy triệu lận mà rải rất là may mắn luôn chị Minh Châu chia sẻ. Cái này em nói thiệt mấy chị. Người ta bán á là người ta vô một cái hũ thủy tinh nhỏ bé tí như thế này nè. Đó mấy chị. Mấy chị vô một cái hũ bé tí tí như thế này thôi người ta đã bán là một trăm mấy gần 200 000 ngàn một hũ nhỏ. Còn nhà em em cho mấy chị xem chất lượng cỡ nào đá mà là đá thiên nhiên mà loại đá to luôn nha mấy chị nha phong thủy nhà bên anh thì đeo hơn lắm cái hồ lô hồ lô giữa hương lắm có được mấy cụ hồ lô à dạ chị là đem em phong thủy bên em thì em sẽ cảm nhận trên live luôn các chị nha cái này là em bán đó nè em trưng ở shop em bán đó mà mấy chị ai coi like chia sẻ đi em còn được hình như ba cụ cái này giới hồi đó bán nhiêu trời hình như cái này bán như tám chín trăm hay triệu mấy nè mấy, đâu rồi trời ơi một triệu bốn trăm bốn một cái hồ lô một triệu 440k một cái hồ lô như thế này Mấy chị ơi ai đang coi like rõ không cho em xin comment đi mấy chị Có rõ không mấy chị, chị Ngọc Yến, Nguyễn, Đây là Ngọc Hoàng Long nè Hồ lô Ngọc Hoàng Long nè Bây giờ bé anh được trên tay của bé anh là có được ba cụ Thì bây giờ bé anh Bé anh sẽ lọc cảm nhận cho ba chị trong live stream này Nha mấy chị nha Ai đang sử dụng phong thủy nhà em Cảm nhận và kèm theo một nút chia sẻ Em sẽ tặng cho ba chị may mắn Hồ Lô Ngọc Hoàng Long tặng cho ba người Tại vì cái này còn được ba cụ Cái cụ này đang bán là 1 triệu 440 ngàn Tại vì cái này tính theo gram á mấy chị 1 triệu 440 Em đang bán Thì em sẽ lọc cảm nhận em tặng cho ba chị may mắn Trong live stream ngày hôm nay ok chưa wow, ok luôn chị nha Lọc cảm nhận bên em đó chị nha Sẽ tặng hồ lô phong thủy luôn à Lọc ở đây là sao Cho khách người ta biết Mình mua phong thủy Mình cảm thấy may mắn không Hoặc là như thế nào cho người ta coi người ta cảm nhận được phong thủy nhà em như thế nào cho em xin ít cảm nhận nha mọi người ha bây giờ em chỉ mấy chị nè hồ lô này mình để ngay bàn ông điểm thần tài hoặc là mình để trưng trong nhà đều được á chị hạnh du nguyễn hồ lô này mình để ở bàn ông điểm thần tài hoặc là trong nhà trưng đều được hoặc trên bàn làm việc đều được luôn hello chị hạnh đỗ bây giờ em không biết là mấy chị sinh năm bao nhiêu hello chị nguyễn hai em không biết mấy chị sinh năm bao nhiêu một chín tám mươi mấy một chín bảy mươi mấy thì bây giờ em sẽ tư vấn cho mấy chị. Trên tay em cầm nó cũng thuộc dạng là bảy luân xa nhưng bảy luân xa sẽ là có bảy ánh sắc, bảy màu trong một cái hũ. Mình có thể để vía mình để ngay bàn thờ thần tài thổ địa hoặc là mình có thể để cho em là ở ở trong bất kỳ ở trong nhà mình. Nó tăng cái vượng khí á là nó áp cái 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 cái, cái, cái âm khí á. Em chị mấy chị. Cái này về cái này nha, ở ngoài người ta đã bán hũ nhỏ Cái hũ này của em là em để cho khách là nửa ký đó Tại sao em để nửa ký Cái này nay em cũng chia sẻ cho mấy chị luôn Nhà em đang sử dụng như thế nào Thì em hướng dẫn như thế đó Và đặc biệt em cũng có người chỉ Là thầy cao tay luôn á Ai muốn nghe thì nghe Không muốn nghe thì thôi Tại vì cái này là em nói trước luôn là em bán cho khách sĩ thì em cũng không tính bán lẻ đâu bán lẻ hết nó thiệt mấy chị là không có được nhiều hết nhưng mà em tặng cho mấy chị cái này em bán cho khách sĩ Chị nào muốn mua sĩ về Em đóng vô một bao là 5kg Em chỉ bán sĩ 5kg một mẫu đá thôi Tại vì 100% là em nhập về Chứ em không có sẵn Phong thủy nhà Minh Anh rất là may mắn Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều Em chị mấy chị Mấy chị đem cái đá này nè Mỗi người là sẽ có một cái cung phi Và cái cung mệnh khác nhau đúng không Mỗi người có một cái cung phi Và một cái cung mệnh khác nhau Mỗi năm sinh, mỗi tuổi Nó khác nhau hết Thì em chị mấy chị Mấy chị uh, trong nhà mình nè, mấy chị để cái hũ đá này nè. Không phải mấy chị chân. Em chị mấy chị, mấy chị thỉnh cái hũ đá này về nha, đã sơn. Mấy chị chia ra làm cho em bốn góc nhỏ bốn góc nhà của mình. Thứ nhất là nó sẽ đem lại nhiều may mắn, nó hút bớt đi cái vận khí xấu và đặc biệt là ngãi tà hoặc là những cái gì mà không có tốt đến với gia đạo của mình hoặc đến cái nhà của mình thì để trừ khử luôn tại vì phong thủy nó gọi là thanh tẩy cái này nè nhất là những loại đá trong và những loại đá sạch thì khi mà mấy chị thỉnh về là nó thanh tẩy cái nhà của mình mấy chị đang hơ đang xui đi hoặc là mấy chị không được may mắn hoặc là có những cái gì nó xui gỡ tới gia đình của mấy chị mấy chị đem cái này về em chỉ mấy chị không phải là nhà mình xu rồi mình hãy đem bây giờ mình đem cũng được mình để bốn góc nhà cho em cực kỳ tốt nha cái này là tâm linh cũng không đùa được đâu cái này là nhà em đang sử dụng và em cảm thấy đúng và cái này ai mà chuẩn bị cất nhà mới hoặc là xây nhà mới em chỉ mấy chị luôn cái này thầy phong thủy chỉ mấy chị đổ bốn bốn trụ bốn góc nhà mấy chị xây lên cái nền móng nha thì cái này sẽ rất là tốt nhưng nó sẽ có rất là nhiều màu Là màu bản mệnh và màu tương sinh Nó sẽ đi theo rất rất là nhiều màu Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ năm hành mệnh khác nhau Không có cái mệnh nào nó giống nhau hết Mình là chủ căn nhà đó Mình là người rải những cái cái phong thủy này Thì mấy chị rải cái màu tương sinh Hoặc là cái chị rải cái màu gọi là cái màu bản mệnh của mấy chị Ví dụ như chị mệnh thổ Thì chị có thể rải hai màu đá này chị là bệnh thổ chị có thể rải hai cái màu đá này nha mọi người ha em sẽ tư vấn cho mấy chị cái này là ngọc bích đỏ nè mấy chị về mấy chị để bốn góc nhà cho em các chị rải bốn góc nhà cho em chị nào đang làm ăn thu thiệt bảo đảm mấy chị đỡ hẳn và em nói mấy chị ai đang bị người ta chơi xấu cũng giảm luôn cái này tránh thị phi và đặc biệt tránh cực kỳ tốt Em nói mấy chị nha, cái này là hút đi những cái vận khí xui trong gia đình và đặc biệt nó thanh tẩy Cái này ai mà bán phong thủy thì người ta cũng sẽ chỉ mấy chị một vô cái hũ lọ nhỏ Người ta để bảy luân xa, người ta để trên bàn làm việc để thu hút về tài lộc Nhưng cái này em chỉ mấy chị gội bỏ những cái gỡ, cái xấu, những cái điều không có tốt đến cho gia đình của mình Tại vì ngay cả chính bản thân của em, em trải nghiệm và em thử em cảm thấy nó rất rất là đúng Ai tin thì các chị lấy nha mọi người nha vòng có cham di lặc tốt lắm có ai biết về những cái này không chắc chắn là sẽ có những người ít biết và những người đã biết về cái này rất rất là nhiều rồi um... chị thủy cho ngô chia sẻ là phong thủy nhà minh anh đeo khỏi bàn rồi cực kỳ tốt và bình an lắm luôn ạ à. chị minh châu chia sẻ sắp kinh ly thì nổi tiếng về vậy vì vậy phong thủy rồi chị mua một lần gia đình may mắn vợ chồng hòa thuận lọc vô ào ào thật cảm ơn bé anh nhiều lắm luôn cảm ơn chị minh châu rất là nhiều ạ à. um, vòng nhà bé anh thì đeo đẹp lắm tốt lắm cảm ơn mấy chị Em sẽ tặng trên livestream này Em nói rồi, người ta bán một hũ nhỏ xíu à 100 gram thôi, 200 gram thôi Người ta bán mấy chị là gần 200 ngàn Chị chưa biết bé ơi Em tặng cho mấy chị về, mấy chị rải đi Coi đúng không? Chị nào đang chuẩn bị cất nhà Hoặc chị nào xây nhà Đổ cho em với bốn nền bốn cái nền móng Bảo đảm mấy chị luôn Vì em đã có người chỉ em Và ngay cả bản thân người ta nói thiên cơ bất hội lộ Nhưng mà em nói thiệt mấy chị là em thấy cái gì nó tốt và em cảm thấy nó đúng Và em cảm thấy là đỡ Thì em sẽ chỉ cho mấy chị Ai đi ngang qua like này tin thì tin không tin thì thôi Ngay cả chính bản thân của em Em đã trải nghiệm và em đã biết Ai ai đang coi like chia sẻ giùm em Một cái này em tặng mấy chị trên live stream Hỏi đi mấy chị lên mấy chị sợ đi Gên sợ chị đi Hữu thanh tẩy Hữu thanh tẩy Hữu về tài lộc một hũ bé tí như thế này nè Gần 200 ngàn Các chị ghi dùm em 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 là Đá Ghi dùm em là đá lọc đi Đá lọc Bảo đảm các chị nếu như Em nói thiệt mấy chị em báo phong thủy thì em không có thích thề Vì em nói thiệt Ai tin thì tin Ai mua hàng phong thủy hạt thì mua Nhưng em khẳng định mấy chị Cực kỳ đúng luôn Cái này là em chia sẻ thiệt Nha mọi người nha À, chị tin mình rất mình xài mình rải như thế nào em chỉ chị nhà nào mà làm ăn mà bị người ta kiểu như người ta hay 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 vô á mình rải trước nền nhà mình rải trước cái cửa luôn cái cửa bước ra bước vô á chị hạnh dung tốt cực kỳ còn ví dụ như nhà chị nào mà đang làm ăn mà sợ ngãi vô tại vì khách em đã bị ngãi một lần rồi nên em biết chị bị ngãi nên chị phải về nhà chị lấy cái 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 gõ mỏ chỉ nhờ thầy gõ cái đầu suốt một tháng luôn chị mới gỡ được cái ngãi đó mình có nhà rồi thì rải ra sao rải bốn góc nhà bốn góc nhà cho em ai tin thì làm nha mấy chị nha cái này em nói thiệt người ta chỉ là chỉ đem về để trên bàn làm việc thôi nhưng cái này là em đã được người ta chỉ và em cảm thấy rất đúng nên em chia sẻ ai lấy ghi giùm em ghi giùm em là đá lọc 99.000 đồng với anh tặng mấy chị một hũ như thế này nửa ký lô Xong chị nha lên tại sao em tặng mấy chị nửa ký mà tại sao em không bán cho hũ nhỏ em bán cho hũ nhỏ em lời chứ không sao em nói thiệt luôn mà bán cho hũ nhỏ cực kỳ lời nhưng mà em nói mấy chị em chỉ mấy chị về mấy chị rải đi nửa nửa ký này mấy chị rải được em chỉ mấy chị để ai mà ví dụ như mấy chị ngủ nha hay bị bóng đè hoặc là mệt đi Mấy chị đem cái đá này nè Mấy chị rải dưới gầm giường cho em Cực kỳ tốt luôn Tại vì phong thủy Cái này là thạch anh nè Còn cái này là 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 thạch anh hồng nè Và còn cái này là thạch anh xanh nè Và cái này là ngọc bích đỏ Tất cả cái này đều là một cái đá phong thủy hết Chứ không phải là cái gì hết Chị không có nhà thì bé Chị không có nhà thì bỏ đâu Minh Anh Em nói là nhà ở đây Ví dụ như chị nào không ở trong nhà mấy chị ở nhà thuê cũng được cái phòng của chị có bốn cái góc chị để bốn góc phòng của chị cái này không phải riêng nhà và phòng mấy chị để bốn góc nhà hoặc bốn góc phòng đều được nha mọi người nha để bàn làm việc được chị Cherry Lê cái này để được rất là nhiều cái này để được bàn làm việc để được cho em làm mấy chị để cho em làm là là lỡ là, là đâu quên rồi bàn làm việc nè bàn thần tài giá, bàn gia tiên nè hoặc mấy chị để cho em là rải cho em trước nền nhà nè hoặc mấy chị rải cho em bốn góc tường nè cực kỳ tốt bốn góc là em đang sử dụng nhà nhà xây rồi rải ở đâu minh anh bốn góc chị chị cắt tường chị nào ở nhà thuê mấy chị rải chô phòng bốn góc phòng cho em để suốt cho em luôn nha cái này ai tin thì làm theo nhưng khẳng định mấy chị lên mấy chị tìm hiểu đi em nói cái chị cực kỳ đúng ai coi livestream chia sẻ người ta bán Em nói thiệt với mấy chị người ta bán một hũ nhỏ người ta bán gần 200.000 Em tặng mấy chị 99.000 mà em tặng nửa ký đá Để cho mấy chị về mấy chị xài Cái này không phải tự nhiên em đưa ra em ngồi em em nói em hướng dẫn cho khách đâu Em nói thiệt mấy chị luôn đá không thể mấy chị biết Cái hũ này bằng ngọc bích làm sao nguyên hũ 99.000 Nói thiệt mấy chị cho chứ bán cái gì Nha mọi người ha Em không muốn em không muốn tặng không Tại vì mấy chị mang nợ em Nên em nói thiệt mấy chị cái nào khách em quen em biết cái gì hoặc người ta chia sẻ em thì em chỉ mấy chị rải rồi người ta đi đập lên thì sao em chị bảo lê dạ không chị rải đừng có nhiều chị rải cho em một nhóm thôi nè chị để một nhóm một nhóm thôi một nhúm nhóm nhóm như nè để bốn góc thôi tốt lắm mấy chị cái này mình có thể để cái hũ này trên bàn làm việc ví dụ như mình nhận mình sử dụng những màu tương sinh ví dụ như chị mệnh hỏa thì chị sẽ dùng cái màu xanh lá là mọc xanh cho hỏa thì nó sẽ kích thích tài vận của mấy chị mấy chị để trong nhà rất rất là tốt cái này nha để để trên gia tiên hoặc là gia tiên thì là nó ấm và đặc biệt nữa gia tiên của mình á nói chung là người ta nói là phúc khí cực kỳ tốt luôn á mấy chị ai tin thì làm nha mấy chị ha chị mà rải cho con chị lượm phát hết <laughs> chị cát tường cái này thì mình có thể để lên trên bàn làm việc ai coi like chia sẻ đá lọc mệnh hỏa xạ xả, xả chị cũng mệnh hỏa đá lọc mệnh hỏa xã chị cũng mệnh hỏa em nói mấy chị công thủy thì nó có cung phi cung cấn tùm lum cung hết ví dụ như ai mà đi theo ví dụ như hỏa đi là màu của nó là màu hồng màu tím màu đỏ là màu của mệnh hỏa nha mấy chị nha nhưng mà nếu như mấy chị thích thì mấy chị dùng màu tương sinh hoặc là mấy chị dùng đúng mệnh luôn Ví dụ như em mệnh thổ em có thể để thạch anh vàng Không thì em để màu đỏ, đá của hỏa, hỏa sẽ xanh cho thổ Ví dụ như mấy chị không có biết mấy chị là mệnh gì Thì mấy chị ghi đá lọc kèm theo mệnh và kèm số tiền lên cho em 99 ngàn Nha mấy chị là mấy chị sẽ có đơn Ai đang coi live stream chia sẻ cho em cái đi mấy chị Dạ lên đơn đá lọc kèm theo mệnh Dạ đây được, đây nha. bỏ trên bàn thờ thần tài được luôn tốt lắm á mấy chị bán đủ màu hả bé đúng rồi em bán một hũ này là một màu em không bán đủ màu ai thích đủ màu thì các chị có thể mua đủ màu hoặc mấy chị mít lại nhưng mà em chỉ mấy chị cái này là nó thanh tẩy ví dụ như mình đang bị ế hoặc là mình đang bị xui mình dùng cái đá này nó thanh tẩy cái nhà mình luôn thay vì mấy chị mua đồ mấy chị xong nhà đúng không thì mấy chị để cái này ví dụ như ông bà hồi xưa mình là chỉ mình rải muối còn bây giờ phong thủy là mình để mình để đá phong thủy như cái này là thạch anh cái này là ngọc bích đỏ cái này là thạch anh xanh cái này là thạch anh hồng và cái này cho em là thạch anh đen và có một loại nữa là cái gì quên rồi mất tiêu rồi ngọc bích đỏ thì nó sẽ theo từng mệnh từng năm sinh luôn ví dụ như mấy chị đang kinh doanh buôn bán cái shop của mấy chị kinh doanh buôn bán em chỉ mấy chị nhất là những người làm ăn khách ra khách vô rất là nhiều ví dụ như người ta sợ anh ta xài ngãi với mình thì mấy chị dùng cái này nói mấy chị cực kỳ ok luôn ai đang coi livestream ghi dùm em đá lọc tại sao em phải ghi như vậy tặng cũng được á nhưng mà em muốn như vậy khỏi ai mang nợ ai hết ai coi live chia sẻ dùm em đá lọc kèm cho em 99 k ai không biết mình mệnh nào thì các chị cờ minh năm sinh hoặc mấy chị cờ minh nếu ai biết mệnh rồi thì cờ minh mệnh hoặc cờ minh màu luôn cũng được nói chung bên em sẽ lựa cái màu sắc tốt cho mấy chị mấy chị ơi Mấy chị ghi là mệnh thủy, em sẽ lựa cái màu nào tốt cho mấy chị thủy. Em lấy cho mấy chị màu đen, đúng màu đen luôn. Chị nào là khách mới, các chị vô lòng chia sẻ cho em một nút chia sẻ nha các chị nha. Dạ, em đái lọc chị Nguyễn nha? Phụng để lại số điện thoại nha. Em thấy có nhiều người khách mới lấy đá lọc nhưng không để lại số điện thoại thì bên em không có đặt được đâu, không gọi được đâu. Phong thủy tinh thì làm ăn rất là phát tài, gia đạo bình an. Em nói với mấy chị, em ngồi đây nó, nó chung so về dưới tuổi thì em còn nhỏ hơn rất là nhiều người nhưng mà em khẳng định với mấy chị nha là em có gọi là có nhiều cái gọi là cái may mắn và em có cái gọi là sao người ta không biết gọi là cái gì ta nói chung là có được có người độ quá mấy chị nên là nhiều khi em cảm nhận mọi thứ nó rất là đúng và nó rất là chính xác ví dụ như em có thể nhìn người ta và em biết là người ta sẽ như thế nào luôn cái này là em chia sẻ thiệt nên là em không có bán hẹm lùa gạt ai đâu Ai mua phong thủy em là mấy chị biết rồi Đó Ai đang coi like chia sẻ Nhưng em khẳng định Cái điều mà em đang làm như thế này Là em đang tạo phước Em đang giúp đỡ mọi người Chứ không phải là em Em bán hàng để em kiếm tiền đâu Mấy chị biết mà 99 ngày em bán cái gì trả được Em nói thiệt mà Tại sao em phải kinh doanh cái này Nhưng em nói trước luôn Em tạo phước khí Em tạo điều lọc may mắn Và em hy vọng em em chỉ cho mọi người thì mọi người người ta đề phòng được người ta có lọc thì em có lọc luôn nên em nói mấy chị ai đã đã sử dụng phong thủy và ai đã mua phong thủy hoặc chị nào đã như thế nào thì mấy chị có thể các chị tìm hiểu cho em ốc ngoài sau lưng em là ốc không vậy em ốc ngoài sau lưng em là ốc anh vũ á chị ti hiến trần À, chị đeo vòng phong thủy nhà em riết ghiền luôn tối nào cũng muốn tháo ra hết và dạ, cảm ơn chị hạnh dung nguyễn có rất là nhiều cái comment bé anh không đọc được tại vì nó trôi comment mấy chị comment lại giùm em nha mấy chị nha chị à, uh, chị nguyễn lan chỉ comment cái gì nam sinh nè à? chị canh tốt mệnh gì một chín bảy mươi còn một chín bảy mươi kim một chín bảy mươi kim chị đeo cho em cái này một chín bảy mươi kim chị sùng dùng cho em thạch anh vàng thổ xanh kim Kim nằm trong dưới lòng đất thổ xanh kim đi đeo dùng thử thạch anh vàng đi kích hoạt về tài lộc siêu siêu tốt luôn. Hồ ly đeo rất là lạ và có quý nhân phù hộ. À, cái gì đá lọc mạng hỏa 99 chị 1964 ông xã chị 1956 bé lấy cho chị nhé. Vậy là em lấy hai loại luôn hay là sao chị Thu Hà Nguyễn cầu bên lại dùm em? Ví dụ như nhà mình ở nhà mấy chị thích mấy chị rải. Em có chị khách là chị đang cất nhà đó chỉ cất cái nhà để cho người ta thuê lại người ta làm công ty á là người, người mấy chỉ mua cái đá này gọi là cái đá phong thủy nè thay vì mình mua đá rẻ tiền là đá đổ thì cái đá này là đá hạch anh mua về đổ bốn bốn góc của bốn cái móng lên cất lên em bảo đảm nhà đó không làm ăn được em trả lại tiền khẳng định luôn tại vì đi mấy chị thay vì mấy chị không biết mấy chị đi thầy ông mấy ông thầy phong thủy nhiều khi ông cũng chỉ vậy à tại vì em đi 10 nơi rồi ông nào cũng dạy em vậy nên là nhiều khi em thấy đúng em thấy hay thì em chia sẻ nói chung mấy chị mới biết lần đầu thì mấy chị thích nghe không nghe thôi tùy ý mấy chị nha chứ cái này là phong thủy thì mình không có ép ai phải hiểu theo ý mình được hết mấy chị chị nhận được vòng hồ ly rồi đẹp đẹp và dễ thương lắm bé anh cảm ơn mấy chị rất là nhiều đó ai đang coi like chia sẻ giùm em một cái hũ đá như thế này và em có heo từng mệnh và từng năm sinh nha mấy chị nha cái màu đỏ là ngọc bích đẹp lắm á Mấy chị thấy đá bụng của người ta không? Nhỏ nhỏ xí xí à Đá, đá của em là đá bự Đá thạch anh siêu to siêu khủng lồ Một cái miếng đá này thôi nha Em đủ làm cho mấy chị một cái mặt dây chuyền nhỏ rồi Em nói thiệt mà Đây mấy chị, chị Phương Lan Ốc Anh Vũ bao nhiêu tiền một cụ em Chị Phương Lan thích thỉnh không? Em cho chị Phương Lan thỉnh luôn Em nói thiệt nha Nói chung là mỗi người sẽ có một cái gian bán, một cái duyên bán riêng Nhưng mà riêng về em nói với chị, em bán phong thủy, em không phải tự cao tự đắc Nhưng mà em cảm nhận là từ khi mà em tin Em trao lọc cho ai, em cũng thấy là người ta có may mắn hết Và khách quay lại người ta cảm ơn em rất rất là nhiều Em phải tự em ngồi nổ đâu, nhiều chị lắm nhắn tin với anh ơi Em chỉ chị vậy đó, chị làm ăn được lắm, cảm ơn em nhiều có những chị nói ông xã của chị tự nhiên có lọc cho chị Có chị nói nữa Chị thỉnh phong thủy nhà em xong ông xã chị có lọc Rồi chị cũng có lọc luôn Chị Cát Tường chia sẻ Chị thỉnh ốc anh Vũ bên Minh Anh về là có lọc liền luôn Hì hì bé anh cảm ơn chị Cát Tường rất là nhiều Hôm bữa chị Cát Tường thỉnh của ốc 3 triệu hơn nè đúng không? Phải Đúng rồi chị ơi Đó Rồi ai lấy ghi giùm em Tặng đi em, chốt đi em Ai không biết còn vào năm sinh em tư vấn mấy chị làm nha để cho em rải trước nền nhà chị nào nhà có cỏ rải trước nền nhà hoặc rải bốn góc nhà bốn góc tường trong phòng nếu như nhà mình không có nhà mình ở nhà thuê hoặc mấy chị có thể để cho em trên bàn thần tài gia tiên gia tiên mấy chị sẽ được no ấm và đặc biệt nữa nói chung người ta no ấm người ta phù hộ mấy chị mấy chị uh mấy chị nói chung là gia tiên ai cũng đâu có muốn người ta đi theo mình hoài mấy chị cũng phải nhiều người người ta cũng thắp nhang thắp hương cho thời gian người ta đi siêu thoát người ta phải lên kiếp khác chứ đâu phải lúc nào phải đi theo độ mình hoài được nhưng đi lên rồi người ta siêu thoát rồi người ta sẽ giống như người ta độ mình ở trên trời người ta độ mình nói chung là có nhiều cái lắm mấy chị ơi nói chung phong thủy nhiều cái lắm không biết được đâu em ơi điện thoại này sạc mới đi ai coi like chia sẻ giùm em nha À, vòng trầm đeo ngủ ngon lắm không bị đe không bị bóng đè riêng vòng trầm em thì thổi nói rồi chị cát tường chị 1984 đợi em xíu nha mọi người nha em sạc cái dây điện thoại hết pin rồi ai hôm nay thích nghe phong thủy thì vô đây em tư vấn em sẽ lát em sẽ like cái trầm này cho mấy chị dạ một chính, tắm, tôi là mệnh kim chị ai đâu quá một chính, tắm, là mệnh kim ai mà thích thịnh ốc thì mỗi ngày đều đeo vòng phong thủy nhà minh anh vì muốn may mắn và bình an 1984 chín mệnh gì mệnh kim ạ à. 1984 Kim Thỉnh cho em thạch anh vàng Thổ xanh kim Nha mọi người ha Em tư vấn với mấy chị khỏi lo Rồi ai đang coi like chia sẻ chốt đi em Đọc dạ, đi em Đã lọc 99k em chốt với chị Hạnh đổ 1 à. Ai không biết thì lát coi lại đầu like đi Hoặc là không mới vô cần tư vấn thì cầm anh Rồi em chỉ cho mấy chị nha Rồi đọc đi em dạ, Chị Hạnh đổ một mình thủy à Chị Quách Thương Khuôn mình hả Chị Bảo lên mình mọc à Chị Phương lên mình hả và mình thủy à Trần Dung Nguyễn là mệnh mộc à, Hạnh Trần mệnh kim à, chị Thương Diễm hai hộp mệnh kim và mệnh thủy à, Huỳnh Ngọc Yến mệnh mộc có đơn luôn à, chị Tiền Lưu ba hộp màu xanh lá có đơn luôn à. Chị... Tiền Lưu ba hộp xanh lá có đơn. cho chị Em Mi Trần mệnh hỏa có đơn à, Võ Thị Thanh Thảo mệnh mộc có đơn luôn à, Nguyễn Phụ hai hộp mệnh kim mệnh thủy có đơn luôn à, chị Nguyễn Thảo mệnh kim có đơn luôn à, chị Quyên Nguyễn, Nguyễn mệnh thổ có đơn luôn à, chị Linh Lê mệnh kim có đơn luôn à, chị Nguyệt Linh Nguyễn hai hộp mệnh thổ và mệnh hỏa, chị Hoa Ngọc mệnh kim em có đơn à. Chị nào đang có công ty hoặc là buôn bán á, mấy chị về mấy chị để đi, tốt lắm á không ai vô phá rầy mấy chị đồ hết á hồi xưa em mới uh, mở shop nè bà kia vô bà vuốt ngải nhân viên em á kiểu như bà vuốt dầu ngải lên mắt á nhân viên em á đâu biết đâu hồi đầu em mới mở shop ở bên bà hạt cái đường bà hạt đó là em nói thiệt mấy chị giờ siêu ăn cướp luôn siêu siêu uh, siêu chơi ngải luôn em mới mở shop xong rồi bà vô gì nè bà cứ khiều khiều mắt vậy nè cái nhân viên em nó không biết nó nhìn vô mắt của bà nó đem hết đồ lựa cái này lựa cái kia em coi lại camera mà em rùng mình luôn lựa hết cái này rửa hết cái kia khắp cái nhà luôn xong rồi đem đi mà nhân viên em không biết cái gì hết mấy chị không có tính tiền luôn đợt đó là gần 10 triệu mấy mà lúc đó em mới mở shop được có gần chưa được hai tuần là em là bị chơi chưa ngại tại vì đợt đó là em mới mở shop là em chưa có để tỏi chưa có trứng hay cái gì hết đó mấy chị em không có biết cái xong rồi bà vô bà vuốt ngãi nha cái xong rồi em em thấy là bà này về nhà về nhà em gặp là cái mặt bả đờ đờ đớ đớ mấy chị thế là em mới nói em mới coi camera em mới coi camera lại em vui lắm tại vì à, em tưởng là người ta mua một bao lớn bà nhân viên em bả về bà còn khoe nữa trời ơi em ơi hôm nay chị bán được gần 10 triệu luôn cái em mới nói trời ơi mới mở shop được 2 tuần mà bán được 10 triệu vậy là mừng muốn chết thế là mấy chị tên ông em em mới hỏi ủa nhưng mà tiền đâu rồi chị tiền đâu rồi cái bả mới bả mới kiểu bả hơi 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 đờ đời vậy nè cái xong mà bác suy nghĩ mấy chị cái xong bà nói ờ à, đúng rồi bà không có đưa tiền đó bả nói vậy đó mà cái cái thần thái nói chuyện giống như là có vấn đề mà bị chậm chậm lắm tại vì em nhìn là em biết nói chuyện cứ đừ 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 mà nó từ từ như nào thế là em mới lấy củ tỏi em băm ra xong rồi em bỏ vô nước xôm cho bà hủi bà hết một hơi bà hết mấy hơi luôn xong bà ói ra máu mấy chị là người bị người ta chơi ngãi ngãi giàu á em không biết không em nghi là ngãi giàu lắm kiểu giống như người ta nói là mình làm theo mình không có biết được nên em nói mấy chị ai mà làm ăn kinh doanh đó mấy chị để thử đi để tỏi trong nhà để tỏi trong nhà mấy chị để mấy cái phong thủy này mấy chị trấn ở trong nhà nó không có vô được ai em nói thì hồi xưa em bị mấy lần rồi nên em biết gần nhà em cũng vậy nữa bán tiệm tạp hóa là hay bị ruột lắm hoặc là những người kinh doanh á, mà tiền cầm tiền nhiều á, là vô nó chơi hết là mình đưa tiền nào không hay nên em nói mấy chị ai mà kinh doanh buôn bán mấy chị đã từng nghe về những cái này rồi thì mấy chị có thể về mấy chị chấn cho nó tốt cực kỳ may mắn và đặc biệt mấy chị nha siêu siêu đúng luôn á cái này em phải công nhận là rất rất là thật ai mà không tin cũng phải tin ngay cả bản thân em em đã gặp rồi là em biết nha mấy chị ha tại vì ai mà buôn bán mở là mở shop hay làm ăn là đa số luôn là đều phải dính phải tại vì hồi xưa em mới mở shop em mới mở lơ, nhỏ 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 à cho nên nó thấy vắng vắng cái nó vô vô hoài luôn mấy chị hồi đó em mở bà hạt mất được ba bốn cái điện thoại luôn á phải không <laughs> riêng con huyền nó làm mất hai cái điện thoại nó vô nó cầm cái áo nó ruột hồi nào đi mất tiêu cái điện thoại không có hay kiểu như người ta nói mà mình cứ làm theo vậy á mấy chị nên em nói thiệt mấy chị ai mà kiểu làm ăn kinh doanh buôn bán mấy chị để cho nó yên tâm nha bà đó chị để tỏi rất là tốt luôn bởi vậy hôm bữa tại sao mấy chị thấy không Em nói em ngâm tỏi vô mật ong á để em uống Để mình uống cho trong người Thứ nhất nó giải cảm Thứ hai nó trị Covid luôn Và thứ ba nữa là trong người mấy chị có cái khí mạnh lắm Không có ai mà vô được Cái này chia sẻ thiệt nha Mình để nó này trong túi sách được không anh anh Được chứ Ai mà hay đi ra đường nhiều làm ăn kinh doanh Mấy chị để trong túi sách đi thay vì mấy chị mang vòng tay mấy chị để trong túi sách hoặc mấy chị để trong cấp xe tốt lắm á đi đi được đi, đi đường tránh tránh những cái xui lắm á à, chị đang hóng đôi bông hổ phách về cho đủ bộ nè em cảm ơn mấy chị rất là nhiều rồi chốt tiếp đi em chị, chị thu hà nguyễn hai hữu bệnh hạ có đơn luôn à. có đơn do thu hà nguyễn chị ngọc lan bệnh kim có đơn à? ngọc lan kim thu, thu anh nguyễn bệnh mộc ạ à. anh thu võ là bệnh thủy bệnh hỏa có đơn à? chị xuân nguyễn bệnh thổi có đơn đá mộc này à. đeo đem theo bên mình được đã sơn và là hàng đá hành tẩy là trừ trừ những cái xui rủi trong người đó mấy chị cầu kỳ tốt cái này là gọi giống như là thanh tẩy đi cuộc sống Những cái nào mà đó, nó, nó xui xẻo đến với mấy chị Mấy chị nên mang những màu những Đem mang những màu và cung phi Những cái màu bản mệnh của mình Và những màu tương sinh nha Nếu như ai làm ăn kinh doanh Thì nên nên sử dụng những cái loại tương sinh Thì em nói với chị làm ăn rất là vô Cực kỳ tốt luôn Mình phải có đức tin thì tâm mới tốt Em khẳng định mấy chị khi đã bán phong thủy Hoặc khi đã thỉnh phong thủy Mấy chị tin thì mấy chị thấy nó mới có lọc được còn nếu như mình dùng phong thủy mình không tin là mình thấy không có cái gì nó vô được hết Ai đang coi like chia sẻ cho em nút đi mấy chị Vậy chị Nguyễn Nhung mà một mình kim có tôi luôn à Nguyễn thì Nhung, Nhung Nguyễn, cơ Nguyễn, cơ. Nguyễn Nhung có đơn Chị chị Thủy Trân Ngô mệnh Thủy có tôi cho mình luôn à Đó Vậy chị Thu Hồng mình Mọc cũng có tôi cho mình luôn à Đá thanh tẩy bên em tặng chị là 99 ngàn dùm em đúng không chị nha đủ Ai, ai mà không mà. biết cái gì thì cái chị cứ comment đi Em tư vấn nha Nha mọi người ha Đó tại sao biết nhiều người đó Rồi xong Phong thủy xong rải khắp nhà đó mới rải sao bây giờ rải nữa đã lụm đã luôn thôi kệ lát lấy chỗ quét vô bỏ hũ cực kỳ tốt vậy chị kinh doanh màu tương sinh là màu nào vậy bé chị bệnh kim đây thạch anh vàng thạch anh vàng là thổ xanh kim nha mọi người nha mình để trong tủ hũ rồi để trên bàn thờ được không em hay phải rải ra nếu như để trên bàn thờ để trên hũ luôn chị chị hạnh chú nguyễn đế đi mấy chỗ khác bán hũ nhỏ xí à cái này em cho mấy chị nửa ký luôn á Là bằng 3 bốn hũ ở ngoài bán đó Em cho mấy chị một hũ này em cân lên là nửa ký lô rồi đó Để em để cho mấy chị tha hồ Ở ngoài một hũ này người ta chiết ra được 4 năm hũ người ta bán Là người ta bán là gần 600 ngàn, 700 ngàn một hũ nửa ký Tại vì ở ngoài người ta chỉ đông vô cái hũ nhỏ 100 gram thôi Chứ người ta không có cho mấy chị nửa ký lô đâu Có ai mà bán phong thủy cho nửa ký Cái này em chia sẻ thiệt Nên cái nào em đã nói rồi Cái nào mình làm phước được mình làm Chứ em nói thì mấy chị kinh doanh cái gì trả được Chứ không phải rảnh đây ngồi lừa lọc ai hết Đó, mấy chị ông tin mấy chị cứ đi hỏi đi à, Xem có nói đúng không Hay là em nói xạo em bắt mấy chị phải mua Cái này là em chia sẻ thiệt luôn Trời ơi, toàn là khách quen không Toàn là những khách đã mua hàng không Thì mình bán nói chung Ai mà đã đặt y tín rồi Thì em không có bán tùm lum với dây với dẫn được Ai mua hàng em là biết cái tính của em nha mọi người nha 1975 tương sinh cho em Chị là Mệnh Thủy nhưng mà 1975 Chị dùng cho em đúng bản mệnh luôn Chị dùng cho em thạch ánh trắng Hoặc chị dùng cho em Là đúng màu của chị là màu đen luôn Đen là của hành thủy Đen là của hành thủy nha các tình yêu ơi 1990 là mệnh thổ à 1990 là mệnh thổ nha chị 1990 là thổ Thổ thì chị có thể mang những cái màu như thế này nè Hỏa xanh thổ Mình mình có thể lấy một ít ra mình bỏ trong cái túi sách á Hoặc bóp tiền á Bảo đảm mấy chị nha mấy chị để thử cho em một tháng đi mấy chị coi vô tiền không ai không giữ được tiền bảo đảm mấy chị cũng có tiền rủng rỉnh cái này em làm nên em thấy đúng nhiều người em nói thiệt nghe giấu á không có chỉ đâu em nói thiệt á tiền mình có tiền hoặc là mình có lọc mình sang sẻ cho người ta người ta có tiền người ta mới mua hàng mình nhiều nhiều người giấu không có chỉ đâu em nói thiệt ba cái tiền tài có lọc hay gì là người ta giấu gọi là như mèo giấu cất luôn á cái nào em biết thì em chỉ nên riêng về phong thủy mấy chị thấy người ta đeo nhẫn cũng là một thủ thuật để đem lại tài lộc kích vượng tài lộc luôn á chứ không phải là người ta tại sao người ta thích người ta đeo đâu mấy chị để ý đi mấy bà mà chuẩn bị bá lên đồng hoặc là mấy đập chuẩn bị bá lên bói thôi là bà đeo ngón này bà đeo hai ngón này nhìn là biết liền hoặc là lên ngón này nè giống như nó 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 kích mình dễ mình dễ mình dễ nói và mình vững cái tâm lý của mình á các chị ơi ai mà em nói thiệt nha làm việc mà hay bị lung lay đầu óc nè hay bị dụ dỗ nè Mấy chị không tin mấy chị thử đi Mấy chị đem cho em cái nhẫn Ngay ngón trỏ rồi Tâm mấy chị không vững em trả lại tiền Tâm cực kỳ vững luôn Và đặc biệt nữa Mấy chị tâm mấy chị vững mấy chị làm việc mới được Tránh sợ hãi mọi thứ Cực kỳ tốt nha mọi người nha Dạ đám thanh tẩy bên em tặng chị là 99 ngàn đúng không chị nha à, Chị mệnh kim chồng chị mệnh hỏa thì thỉnh một hũ 22 hai hai, Một hũ hai màu được không em Nếu như kim và hỏa hai nhà làm ăn khác nhau Thì chị nên thỉnh hai hũ nha chị Cát Tường Chị Tường Vi 1990 là mệnh thổ Đúng không Đúng rồi ạ à, Quách Thu Hương 89 hợp mệnh gì á 89 là mệnh mộc Chị có thể đeo là thủy sinh cho mộc Chị có thể dùng đá màu đen Màu đen hoặc là màu xanh lá thủy và mộc nha đen và xanh lá là dành cho một chín một chín tám mươi chín lấy chị thêm mệnh kim và hỏa nha em ok chị bảo lê em ơi cho chị hỏi bột hủy mỡ uống vào lúc nào vậy chị trương phượng trước khi ăn 30 phút tình yêu ơi <laughs> nhận được rồi hả chị phượng trước khi ăn ba chục phút buổi sáng và buổi chiều trước khi ăn ba chục phút cứ mỗi lần trước khi ăn sáng hoặc trước khi ăn tối là uống cho em trước ba chục phút là chị uống vô là chị no 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 luôn thì em nói mấy chị phải nói là phải đạt đến cái độ tin tưởng như thế nào thì mình mới thỉnh đó ai không biết thì các chị vô mấy chị thử nha ai coi like chia sẻ để cho em được ở trên bàn gia tiên bàn thần tài thổ địa để được nè mấy chị để cho em ở ở bốn góc nhà nè hoặc mấy chị trải cho em ở trước cửa nhà nè bảo đảm mấy chị luôn siêu siêu tốt bỏ trong túi sách luôn đi làm hoặc ai thích mấy chị rải ít vô bóp tiền cũng được bỏ vô cái túi zip nhỏ mà bỏ vô cái bóp tiền của mấy chị nhận rồi em rất thích em cảm ơn chị trương phượng rất là nhiều đó ai không biết thì các chị có thể nghiên cứu nha mọi người nha ai coi like chia sẻ chị cho 3 em 3 cái tháng bên em tặng là 99 ngày giùm em đúng chị nha lên mã đá lập kèm theo mọi giùm em luôn ạ riêng về phong thủy thì em nói trước ai tin thì lấy chứ đừng đặt rồi bơm khổ lắm mang nghiệp đó nha nên em nói trước Ghi dùm em Ghi dùm em là đá lọc kèm theo mệnh hỏa Và mệnh uh, ghi dùm em đi Ai lấy ghi dùm em đi uh, Quách Thu Hương uh, Cho em hai cho em hai mệnh hỏa và mệnh 89 mấy á Nói chung là chị Hỏa và 89 là hành 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 thổ đúng không mộc à, ha, 89 là hành mộc Chị Quách Thu Hương ghi là đá lọc mệnh hỏa Và mệnh mộc là chị sẽ có đơn 99k Tường Vy ơi Ghi dùm em đá lọc kèm theo mệnh Kèm số tiền Đá lọc 99.000 đồng nha mọi người nha, hũ nửa ký lô luôn. Dạ 19 1975 làm. À hello, xin chào chị Dung Lương, lâu lắm rồi mới thấy coi like. Giá bao nhiêu một hũ? Em tặng là hũ nửa ký là 99.000. Đó mấy chị. Đá thanh tẩy bên em tặng giờ 99.000 luôn á chị nha, một hộp nửa ký lô giùm em. Nó làm từ thạch anh, có cái màu đỏ riêng màu đỏ là làm từ ngọc, ngọc bích đỏ. Ngọc đây à, lộn ngọc gọi là cái gì ngọc? Cái gì ngọc đỏ đó. em cứ lộn ngọc bích hoài, bích là xanh nó là bằng ngọc nha hai hũ bàn thờ ông địa vậy để hai hũ ở bàn thờ ông địa luôn hả em được để bàn thần tại hũ địa được luôn cái này để được nhiều lắm á em có đăng cái bài đăng nè mấy chị lên mấy chị đọc đưa chị cái bài đăng đi đợi em tí xíu ghi đúng cú pháp đá lọc 99 kèm mệnh cho em mệnh hỏa và mệnh thổ ai coi like chia sẻ đá lọc 99 kèm mệnh cho em là các chị mới có đơn nha mọi người nha điện thoại nhớ bắt máy giùm em nha mọi người hũ nửa ký Dạ đá lòng 99 kèm mợ dùm em luôn đó chị nha Đây, mấy chị ơi Em có đăng một cái đài, bài đăng ở trên mạng Mấy chị lên mấy chị xem cho em nè Đây nè Em có đăng một cái bài đăng Đây, em có đăng một cái bài đăng Đợi em tí xíu nha Tác dụng tại sao trải nền nhà Phương pháp rải hạch anh vụn dưới nền nhà Là để trấn trạch giúp hóa giải âm khí Ở trong nhà Tăng thêm dương khí Và đặc biệt đem lại vận may cho cả gia đình Mang lại nhiều năng lượng tích cực nha mấy chị ha và để rải lên mộ nhà chị nào ông bà của mình mất rồi á mấy chị đem lên mộ mấy chị rải mang lại ý nghĩa tâm linh khi dùng để rải lên mộ người đã khuất thì cái này sẽ giúp cho phong thủy giúp nâng cao vượng khí khi đặt phần mộ tổ tiên người đã khuất giúp cho địa khí địa khí hài hòa là chết nhưng mà không có lạnh lẽo đó cái này là chia sẻ thiệt còn đá thạch anh vụn dùng để lót dưới giường nè mấy chị đọc nè được sử dụng để rải lót dưới giường ngủ việc này mang lại những bởi năng lượng tích cực sẽ giúp cho người nằm được ngủ ngon giấc hơn giảm mệt mỏi đau đầu và kích thích tuần hàng máu nếu như ai ngủ hay bị mơ mộng hoặc là các chị yếu vía mấy chị có thể rải ở dưới gầm giường mấy chị nha và đặc biệt đá bụng thạch anh đặt ở trong nhà trong phòng làm việc để luôn mang lại năng lượng tích cực giúp cuộc sống suôn sẻ hạnh phúc đủ đầy viên mãn những bình đá còn khả năng trừ tà cho ngôi nhà phòng cảm thấy được mát mẻ nè mấy chị cứ lên mấy chị đe xem đi em có ghi một cái bài đăng ở trên mạng luôn em đăng mấy chị không biết mấy chị lên mấy chị đọc hoặc mấy chị không tin mấy chị lên mấy chị xem ở trên mạng nhà mấy chị ha ơi mày sợ giùm tao coi bác là gì vậy dạ? à. đây nè à, đá đá thạch anh đợi em xíu mấy chị vậy đây đá thạch anh à đá thanh tẩy thạch anh vụn nhá chị nha bên em tặng chị là 99 mươi luôn à nửa ký luôn tặng là tặng nửa ký các chị có thể để bốn góc tường đó chị nha hoặc có Ủa thể rồi à. mấy chị xem nè cái hũ nọ xíu nhỏ xíu 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 luôn nè đây nè hũ mini nè đó hũ bé tí tí tì luôn ha mấy chị lên mấy mấy chị sệt đi nha nó bán trăm ngàn rồi đó hũ nhỏ xíu 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 luôn nè đó đây nè hũ này tới siêu luôn nè nó bán trăm ngàn rồi nè đó đó hũ đá nè phong thủy tài lộc nè bán trăm ngàn rồi nè hũ bé tí luôn hũ này mấy chị làm gì mấy chị rải được nhà em nói thiệt có một trăm cờ ram mà trăm rưỡi là cùng à. còn cái hũ này nửa ký luôn hũ này đầu tư mấy chị hũ nửa ký đó Theo hồi về rải nha về cân lên đủ nửa ký lại đây dạ một chín tám là mình kim nha chị tường vi một chín tám là kim nha chị tường vi nha bây giờ ai lấy gì cứ lấy ghi là đá lọc và kèm theo mệnh, kim thủy mộc hỏa thổ, mình mệnh nào lấy mệnh đó, ai lấy cho người nhà thì cầm theo mệnh của người nhà. Nha mấy chị nha, là em sẽ lấy cho mấy chị. Chỉ vậy thôi, đơn giản lắm mọi người ơi, không có gì cầu kỳ khó khăn đâu. Dạ các chị có lên cú pháp đá kèm theo mệnh Dùm em sẽ được chốt luôn các chị nha. 99 một Mệnh mộc tương sinh là mệnh thủy. Thủy sinh cho mộc á chị hạnh dung Nguyễn nước đi tưới cây. Thủy xanh cho mộc tương sinh. Nha. Còn mệnh hỏa tương sinh là mệnh mộc Mọc xanh cho hỏa nha mọi người ha Hai hũ đá lọc mệnh kim và thổ cho chị My My Đá lọc mệnh mọc cho chị Dung Lương có đơn Dạ em có đơn là chị Nguyễn Thị Ngọc Hũ Mệnh Thổ có đơn à, chị. Nhà chị để dưới bát ngang cùng với cụ ốc nửa ý tốt lắm luôn Chị Bùi Trân Trưng Bùi dạ ok Hai đá lọc mệnh kim và hỏa cho chị uh, ừ. két Cát Tường có đơn 1984 như em thì uh, thì màu gì chị? 1984 mình trả lời 1984 mệnh. mệnh kim nha Tường Vi nha À, mạnh hỏa và mệnh mộc nhìn đá là thấy mê rồi đẹp quá em cảm ơn chị thùy châu ngô chị để nguyên ngủ trong phòng ngủ được không minh anh chị thùy châu ngô dạ được trong phòng ngủ bình thường luôn không vấn đề gì hết hello xin chào chị bùi dương nhà nhiều người ở rồi sao em chị ngọc thái em chỉ gì ngọc thái nè ai là người đặt ra ai là người đặt ai là người đặt và ai là người chủ căn nhà thì mình để Ví dụ như chị Chị là người đem cái phong thủy này về chị đặt Ví dụ như chị ở chung nhiều người đi thì, thì chị đừng có trải bốn góc nhà chị Chị chỉ trải bốn góc phòng chị ngủ thôi Hoặc là chị để ở trên bàn làm việc Hoặc trong túi sách của chị thôi Cái này thì em chị mấy chị Nếu như nhà nào mà ai mà là chủ căn nhà đó Đứng hồ sổ hộ khẩu Rồi là đứng tên căn nhà đi Giống như là mình khai địa đi Thì cho cái người đó đặt Cho cái người đó đặt bốn góc đó, cái đó là theo phong thủy chỉ, theo thầy chỉ luôn nha Là cho cái người khai địa nhà Ví dụ như khi mà mấy chị xây căn nhà Là mấy chị phải coi cái người hạt tuổi Để mình cúng, đúng không? Để mình cúng, để mình xin Ví dụ có những người người ta không hạt Người ta cất lên, người ta ở không có được Thì sẽ có những người người ta xây Người ta sẽ có cái người đứng ra Ví dụ như bạn em đi Ba nó, ba nó thì không có hạt Nhưng mà nó hạt, nên là ba nó cho nó cúng đó thì vậy đó thì có cái người đứng ra thì cái người đó sẽ là người để bốn góc nhà nha, còn không thì mình đơn giản hơn mình để trong phòng mình để bốn góc của mình cũng được. Nhưng mà tốt nhất để bốn góc nhà là cực kỳ may mắn luôn. Nhà có bốn góc thì để bốn góc cho em. Hai vợ chồng cùng năm 1982 xài chung được chị Ngọc Thái. Hai vợ chồng cùng năm sinh xài chung được chị Ngọc Thái. Khác năm sinh, khác mệnh thì mới dùng hai màu. Còn cùng năm sinh là dùng một màu được nha chị Ngọc Thái nha. Ví dụ như cùng thủy thì thì mua cái hũ màu màu đen là của hành thủy nha chị Thái nha. Rồi, ai đang coi like không không biết cái gì các chị cứ comment với anh tư vấn cho mấy chị. Dạ các chị cần tư vấn phong thủy như thế nào thì comment trên tư vấn cho chị nha. Đẩy cái nắp lại đi Huyền không lét tung tung cà mo nữa đó. Đó, phải như vậy đó, khổ tâm lắm. Đó đầu like thì mình tư vấn như vậy thôi. Còn ai mà không thích nữa, ai mà muốn có lọc nữa mấy chị đeo trầm hương. Trầm hương tỳ hưu, cực kỳ tốt. Ê mình còn cái dòng trầm tỳ hiu không? Ủa còn không? Còn cái nào cái mẫu không? Còn mẫu ở nhà không? Còn mẫu thì đợi em xíu em làm lại Chủ căn nhà là ba chị chết rồi Giờ chị mua về để trong phòng ngủ Nhưng không rải được em không Nhà chị cũng có nhiều người lắm Chị Thùy Châu Ngô Chị không cần đâu Chị có thể để Để cái màu tương sinh cho mình thôi Mình để trên cái bàn làm việc của mình Hoặc là trên đâu cũng được cái này có nhiều cách để lắm cái này em chỉ mấy chị là không phải riêng về rải căn nhà ví dụ như nhà có con nít người ta cũng đâu có dám rải nhưng mà có nhiều cách lắm các chị có thể rải trước cửa nhà được mà vậy để mình để mấy viên treo trước cửa nhà được không? được luôn rải trước cửa nhà cho em nha mọi người nha à, cái nào cũng được hết mấy chị ơi em có đăng một cái đài bài đăng để trong túi sách để ở trong nhà rải ở trong nhà để trên bàn làm việc ở trong công ty rải bốn góc nhà nếu như chị nào mà sợ thì để để 4 góc như nhà em là để bốn góc thì ai làm theo cách nào thì mấy chị làm nha đó mỗi lần em nói thiệt, mỗi lần mà em nói ba cái này là cái mặt em bắt đầu nó cứ nóng nóng lên nó bực mình trong người sao quá chị khó hiểu quá má ơi một hũ uh, mệnh một hũ mộc một chín tám sáu ok chị Ngọc Thái uh, phong thủy xài đem lại may mắn và tài lộc bình à, bình an <laughs> chị mệnh mộc vậy chị lấy màu tương sinh là xanh hoặc màu đen đúng rồi chị mà hạnh Du Nguyễn chính xác uh, hai hũ đá lọc thổ và kim chị Tường vi ok chị Tường ơi cho cái Dễ nắp luôn đây Mệnh kim là thạch anh vàng Thổ xanh kim nha chị Mi Mi Nam mệnh hỏa Nam mệnh hỏa Thì chị dùng cho em là xanh lá Hoặc là màu hồng Hoặc là màu ngọc đỏ Đó Đây Nói chung mấy chị ơi không cần phải nam nữ đâu Mấy chị cứ cầm bên mệnh hỏa Hoặc mệnh thổ hoặc mệnh kim mệnh thủy đi Em đích thân là người sẽ soạn cho mấy chị Cho nó đúng nhất luôn Không phải như em soạn mà em soạn đơn Được không? Mấy chị ơi không cần phải ghi màu nữa Ví dụ như mình không biết mình màu gì sao mà được Mắc công mà mình yêu thích màu mà mình về mình không đúng mệnh nữa Cứ cầm bên mệnh đi Ví dụ như mình thổ mệnh kim Ai không biết mình năm nào mình lên mạng mình search google 1987 mệnh gì 1925 mệnh gì 1977 mệnh gì Nó ra hết Rồi mấy chị cầm bên mệnh lên cho em Em lấy cho mấy chị cái màu tốt cho mấy chị là được rồi Mấy chị đã đặt lòng tin vô em Thì mấy chị khỏi lo về vấn đề đó đã nói là bán tặng thì tại sao mà mình 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 làm kiểu ẩu tả vậy được mấy chị phải hiểu ý của em để bốn góc ở chỗ kinh doanh hai phòng mà ngủ vậy à vậy bé chị hoa ngọc hai cái đều được nha chị hoa ngọc nha nhà làm ăn thì để bốn góc nhà còn nếu như nhà thuê thì để bốn góc phòng ngủ hai cái đều được miễn sao mình để bốn góc là được nha mọi người ha đó chứ bây giờ hỏi mấy chị nhà mà mấy chị thuê nhà trọ thì làm sao mấy chị rải được nhà chủ của người ta mấy chị đem theo bên người thôi hoặc mấy chị để trong phòng thôi ờ, đá lọc mệnh hỏa một hộp nha em đẹp ôi chị Lê Phương hello xin chào chị Lê Phương chị Lê Phương là ai ạ à? chị Lê Phương kèm theo số điện thoại dùm em nha dạ em lấy số điện thoại giùm em chị nha. ai ai muốn lấy cái gì phải có số điện thoại dùm em như nhà chị mà rải trước cửa thì ba đứa cháu chị nó nhặt hết <laughs> bởi vì cái phong thủy nó như vậy <laughs> chị hai hữu mình mọc nha em nãy một hũ giờ thêm hữu là hai ok chị hạnh dương nguyễn có đơn minh anh là là nhà rồi là sao chị hạnh nữa chị ngô thì anh đào bao nhiêu một hũ em 99 mươi chín một hũ à, chị mi mi em lấy cho chị bệnh kim và thổ nhé ok chị mi mi chị lê phương để quán ăn được không em được chó quán ăn là là cái chỗ buôn bán của mình mà Chị ở quán chay đối diện em nè Ủa vậy hả <laughs> Hello chị yêu Được Quán ăn là quán kinh doanh Để được Chị để đó lật ngải khỏi vô luôn á Nói chung là kích vận về tài lộc Chị mệnh nào thì, thì chị cứ để mệnh đi Em lựa cho chị cho nó tốt Cái này thì tôi vẫn có sao nói vậy 1973, 1978 Bé đẹp xem dùm chị hai tuổi này là mệnh gì bé đẹp Ok chị Bùi Dương Ờ ừ, mấy chị ơi mỗi lần mà em nói về mấy cái này Mặt em nó cứ nóng nóc lên á Em nói thiệt luôn á Em em đi coi bói 10 nơi Ông nào cũng nói vậy nè Nói chứ 10 nơi chứ nói chung coi hai ba nơi thôi Mà đó giờ em không có coi bói Tự nhiên ông thầy em gặp em muốn nói là tự nhiên có duyên thì mình gặp thôi chứ em chỉ đi coi bói đúng một lần là em đi theo coi thầy năm hậu thôi chuyên giải bùi giải ngãi thì ai cũng nói em Ví dụ như em bà ba mươi mấy tuổi đó lên là em có căng Em nhìn được em coi bói được <laughs> Nhưng mà em nói thiệt em cũng sợ bá vụ đó lắm mấy chị ơi Nói chung là bắt công em nói thiệt mấy chị là em thấy ma Em sợ ma em sợ lắm Em nói bởi vậy nha Ví dụ như có dông theo độ em cũng được Chứ đừng có cho em thấy là em sợ lắm Em không có ngủ được Chị tâm em nó hay yếu em bất an mấy chị Mà em nói mấy chị Rằm tháng 7 vừa rồi em phải công nhận một điều luôn tự nhiên đó giờ em có em có bao giờ em mơm thấy cái gì đâu mà rằm tháng 7 vừa rồi năm nay nè là em được dắt xuống địa phủ luôn nên em mới thấy được người ta như thế này như thế kia bữa bữa em kể cho mấy chị nghe một câu chuyện rồi đó tự nhiên em ngủ em mơ bình thường em ngủ là tám chín giờ em dậy bù giờ em dậy hết đá hôm đó em ngủ tới gần một giờ trưa người ta dắt em xuống em thấy em đi qua thuyền nè em xuống đó em thấy người ta bắt người ta phải đọc kinh phật luôn em nói thiệt mà Xong mà em lên live em kể Cái chị mi mi chị mới nói Trời ơi tối hôm kia má chồng của chị cũng ngủ mơ giấc mơ y chang em 90% Là mẹ chị cũng xuống địa phủ và thấy những cái cảnh như em kể Cái này em nói thiệt với mấy chị không phải tự nhiên đặt điều ra em kể cho khách nghe Nhưng mà chính bản thân của em Em không ngờ là em thấy như vậy mà em xuống đó em cảm thấy không có gì sợ hết Em chỉ thấy người ta Ví dụ như người ta chết xong rồi người ta xuống đó người ta phải đi theo những cái bước gì bước gì thôi giống như đi qua cái 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 hồ dông xuyên hay là như thế nào thôi. Nói chung mấy chị ơi em nói thiệt mấy chị là tự nhiên em thấy gì đó chứ không phải tự nhiên mà 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 em đặt điều em kể đâu. Trời ơi nói tới nổi da gà luôn á mọi người. Hello chị Hùng Thanh. 1973 là mệnh mộc và 1978 là mệnh mươi 1973 là mệnh gì? Mệnh mộc. Mệnh mộc 1978 mệnh hỏa là mệnh hỏa Chị có thể để hai màu Màu xanh lá với lại màu đỏ Hoặc màu tím ấy, hoặc là màu hồng là tốt nha chị Bùi Dương Đá lọc 99 màu xanh à, Mệnh hỏa đá gì em chị mới vô Mệnh hỏa em có hai màu đá Em có hai màu Màu này là màu thạch anh hồng Còn cái màu này cho em là màu đá ngọc Màu này cho em là màu đá ngọc Ngọc đỏ đó là bằng ngọc hoặc là chị có thể mọc sinh hỏa là chị dùng màu tương sinh là màu xanh lá nha chị Hùng Thanh nha chị nào khách mới phải để lại số điện thoại thì em mới ship được chị Lê Thị Mỹ Hoa một hũ đá mệnh thủy có đơn rất tin tưởng minh anh cảm ơn chị rất là nhiều xem dùm chị đi em đâu có biết xem cái gì đâu em chỉ biết năm sinh thôi chứ em không biết xem bói em nói với mấy chị thiên cơ bất khả lộ ví dụ như mình nói ra là mình mất cái lọc bởi vậy mẹ em nè chính vì mẹ em coi được cho người ta nên là nhiều khi đi chùa mấy ông thầy cứ nói vậy nè đừng có coi Cô mà coi là cô mất hết lọc Nên đúng như rằng luôn mỗi lần coi xong hay là giúp đỡ ai đó Về cái phong thủy hoặc là giống như là cái Cái hướng để Cái hướng để cho tài lọc nó tốt lên nó Là y như rằng về là mắc bệnh liền đó mấy chị Hoặc là gặp một cái chuyện gì đó mà Mình hướng cho người ta mà 1975 em ơi 1975 Em không nhớ hết tuần năm sinh đâu mấy chị Em không nhớ hết tuần năm sinh đâu 1975 Mệnh Thủy ạ à. 1975 Thủy nha chị Ngọc Loan nha Minh Anh rất mát tay em cảm ơn chị Cát Tường Chị Hạnh Đỗ chia sẻ Minh Anh là nhất rồi chị rất tin tưởng em Cảm ơn chị Hạnh Đỗ rất là nhiều Nghe em nói xong chị phải đem vòng trầm ra để kế bên cho an tâm <laughs> Chị Hạnh với Nguyễn lần nào cũng vậy hết Chị đi ngủ mà chỉ còn phải nựng dòng Đặt ở bàn thờ ông địa hay trước cửa hả em Trước cửa rải trước cửa Hoặc để bàn thần tài ông địa được luôn nếu như nhà mà làm ăn mà sợ người ta vô ngãi thì để bốn góc nha chị Lê Phương ha. Ờ à, thêm một hũ mệnh 1991, một hũ 991. Là mệnh thổ à? 1991 thổ nha chị Ngọc Thái nha, chị đăng ký xem trước nha. Trời ơi có biết coi cái gì đâu mà xem. Chị Thảo Phạm có phong thủy gì cầu duyên không? Dạ có. Cầu duyên thì đeo đá đào hoa đi cầu duyên Em ơi chị lấy bốn hũ Vậy chị Ngọc Thái lấy bốn hũ mệnh gì Còn bên mệnh cho em đi rồi nhân viên em nó lấy cho Ok chưa Hello chị Thu Thúy năm một chín tám hai một chín tám sáu một chín năm mươi ba rồi mấy chị cứ cầm bên mệnh đi vậy ngày mai kêu đứa nào chốt đơn là chắc phải sệt cái năm sinh ra nha dạ. rồi nó lên nha 1973 là ông chồng chị khó khăn lắm Nói đến giờ chị vẫn nổi da gà Và quá là linh thiêng và trùng hợp Chị rất tin và tâm linh Và phong thủy chị rất may mắn khi biết em Chị mi mi chia sẻ Dạ em cảm ơn chị mi mi Em không nghĩ có ai mơ một cái giấc mơ giống em như vậy luôn á chị mi ơi Rồi sao nữa em kể tụi chị với Đen hóng chị cát tường <laughs> Đêm hôm chị mua bộ đùi đen Không thấy gọi chốt Minh Anh chị Thu Thúy Có không Bộ đùi đen Thu Thúy để ngày mai kiểm tra lại Chị chụp cái mã đó dùm em nha à, Đá bán phong thủy mà vui vẻ như Minh Anh Thì về thì thỉnh về rất may mắn Em nói với chị nghe Em bán phong thủy đừng ai kỳ kèo em Một lấy là lẹ luôn Em bảo đảm Khi mà ai mà cứ mua hàng em Mà bắt đầu suy nghĩ như em về Nó thiệt không có lọc nhiều đâu Nói thiệt Ai tới với em cũng phải ào ào như cái tính của em vậy đó Like, thích, lấy Mấy chị đừng có suy nghĩ Riêng về phong thủy là mấy chị nói thì cái mấy chị là tới là nó vô à Gọi gì người ta nói thời tới là cả không nổi là vậy Đừng có suy nghĩ Ba phong thủy suy nghĩ lâu lắm Biết khi nào có lão Rồi mấy chị mua phong thủy mấy chị phải nhanh gọn lẹ đi Bởi vì em nói mấy chị ơi Có nhiều chị thỉnh ốc của em hay thỉnh phong thủy Em nói nè nè đừng lựa nữa nha Thích là phải quất liền Lựa lựa là nó lâu à <laughs> Đá bao nhiêu tiền một hũ em bán 99 ngàn nửa ký lô một hũ đá như thế này chị Hiếu Kim Dạ đá thanh tại bao em tặng chị là 99 ngàn Bình hồ lô là em bán là một, một, một hồ lô là 1 triệu 440 1 triệu 440 Nhưng mà cái này thì em đang tặng Cái này em đang bán là hồi xưa nè mấy chị thấy không nó hơi cũ cũ nhưng mà cái này là lọc lắm á Cái hồ lô là bằng ngọc hoàng long Cái này là 1 triệu 440 nè em có in tem nè nó, nó cũ xì luôn rồi Đó cái này hồi nãy em tặng ba người Ai coi live stream chia sẻ đi à, Chị à, chị gì quên lên đá đồng hoa giúp chị với đá đồng hoa mình còn không em? Ờ đợi em xíu rồi mấy chị ơi ừ. rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị à, cái gì quên rồi khách hỏi gì vậy ba bé nói nhân viên gọi điện thì mấy chị không biết mấy chị giúp giùm em mấy chị lên sệt mạng mạng đi dễ lắm bây giờ google nó hết rồi bây giờ mình không biết mình sinh năm bao nhiêu hợp mệnh gì thì mấy chị lên mạng sệt một là mệnh gì nó sẽ ra luôn, nó sẽ ra mệnh luôn mệnh mọc hay mệnh hỏa về yeah. mấy chị chỉ cần chốt đơn mấy chị ghi cho em là lấy cho chị một hũ mệnh hỏa một hũ mệnh thổ là nhân viên nó lên đơn cho chị là xong chứ mấy chị ghi năm sinh tầm lum tầm la ví dụ như chốt đơn nó rườm rà đó nhiều khi tụi nó chốt không có rành bằng em hồ lô mua gì tặng chị mới vào nên không biết hồi nãy em đang tặng cho ba người may mắn trong livestream ngày hôm nay á chị giờ các chị còn tư vấn phong thủy như thế nào thì cảm ơn xin like dùm em đúng không chị nha đó rồi vậy đi nha Ai coi like chia sẻ đi Thôi bây giờ em em qua cái khác đi Nãy giờ em nói cái lọc lá này nó hơi bị nhiều rồi đó Tự nhiên Tự nhiên Cái này thật sự không phải tự nhiên em like đâu Cái này em nói thiệt mấy chị nghe em bán là 5 kg Em nói mấy chị tại sao cái duyên làm sao mà em bán cho chị cái hũ thanh tẩy này nè Cái hũ đá phong thủy này nè Cái hũ này là cái hũ đựng mật ong Đây để kể nghe một câu chuyện Cái hũ này là cái hũ đựng mật ong của em hủ mật ong này bữa đựng về cho khách Xếp đi tỉnh bị đổ Thế là còn dư được gần một trăm mấy chục hũ Hôm nay chị khách sĩ chỉ điện Em ơi lấy cho chị mỗi bao 5 kg đá Để chị về chị bán phong thủy Tại vì chị khách nhà em là chị chuyên bán phong thủy Là chị coi bói cho người ta Là chị tặng cho người ta một hũ phong thủy Đó đó em nói với chị nghe Thế là em mới nói ờ ừ, Vậy thôi thay vì mình bán người ta Hay là như thế nào vậy thôi Mình tặng hũ nửa ký lô đi cho người ta tha hồ về người ta xài 99 000 Cái hũ này là cái hũ đựng mật ong chiết vô cho mấy chị luôn á Cái hũ này em mua là 9 ngàn rưỡi đó mấy chị Rồi em nói không phải tự nhiên mà em tự xếp đặt hay cái gì đâu Tự nhiên hôm nay có duyên lên làm ngồi em nói à. Chứ bình thường mấy chị đố hỏi em mà em nói luôn thiệt sự á Mà 99 000 thấy hiện nãy giờ bán mấy cái dòng ngon ơ ờ, Chứ cần chị phải like mấy cái này Thiệt sự luôn Nha mọi người nha Ai tin tin không tin thôi à Ở đây là ghé ngang mình vui thì mình 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 mình, mình nghe còn không thôi Đó chị lấy đá lọc màu xanh nha bé mạng mộc rồi ok chị dung lương à, chị hát ách trần một đá lọc mệnh thủy đó dạ, cứ ghi đúng như vậy đi mình dễ cứ ghi mệnh thủy mệnh kia mệnh hỏa mệnh thổ mệnh mộc cứ ghi vậy cho em đi em ơi lấy cho chị ba hữu một cái mộc một cái hỏa một cái thổ là lúc chốt đơn nó lên đơn rồi lúc em sạn đơn em sạn cho mấy chị chính tay em soạn luôn em sẽ lựa những cái màu tương sinh cho mấy chị để mấy chị sử dụng tốt nhất được không vậy là quá tốt rồi nha mọi người nha đó, ai coi like chia sẻ cái nó đi cho vui vui cái like tiếp Chia sẻ like giùm em đúng không chị nha Dạ em cảm ơn chị Bùi Dung rất là nhiều Rồi bây giờ nè, hồi nãy có chị nào hỏi chầm Tin mới mua chứ không tin mua chi hả chị em đi <laughs> Đây nè Ok, rồi chuẩn bị đẩy cái nắp nó đi mà nó đổ nữa mẹ ơi <laughs> Đây Đó Ai tin thì mua, không tin thôi nha Mệnh hỏa, xanh lá, ok Hùng Thanh Mai gọi Xin. điện thoại nhớ bắt máy giùm em đi nha Dạ chị châu vỏ bé là mình một em có tên cho mình luôn à Từ từ đọc comment Vòng Super Seven chị thích lắm là quà tặng đầu tiên của bé tặng chị đeo may mắn mà còn được lọc nữa Cảm ơn mấy chị Chị Phương Lan chia sẻ chị không thỉnh mà còn được tặng Phật mẹ quan âm ngọc đẹp lắm luôn ấy em <laughs> Chị Phương Lan coi công nhận là có duyên với mẹ Tại vì hôm bữa em nói vậy nè Em còn sót được có mấy cụ mấy 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 tượng mẹ thôi em nói thôi để em bán xong đi em chừa lại Có một cụ có một tượng mẹ bán hoài không ai mua Không hiểu lý do tại sao Cái em mới nói với mấy chị là Thôi em nói với Huyền thôi để tượng đó lại đi Để bữa nào chị đóng cái kệ để chị chân lên Có gì chị để đây chị thỉnh mẹ luôn Chị thờ mẹ Tự nhiên không hiểu sao nhân viên của em nó lại đóng Nó đóng lộn cho chị Phương Lan Chị Phương Lan đặt cái mặt mẹ Mà nó xếp cho chị Phương Lan nguyên một cái tượng mẹ luôn Thế là thôi chắc là chị lại có duyên với mẹ Nên là chị thỉnh luôn Đó chị chuyển khoản cho em liền Nói chung nó vậy đó mấy chị Em là em đang mê Em đang mê, em đã thỉnh về rồi Nhưng mà em đang đặt cọc thôi à Tại vì em đang thỉnh cái tượng mẹ Như cái hình em đăng mấy chị đó Ai thích thì hữu duyên lại Cái tượng mẹ Ngọc Phỉ Thúy loại A 90, 45 triệu 999 ngàn cho 46 triệu Một cái tượng mẹ học Phỉ Thúy tượng mẹ đẹp lắm mấy chị ơi Mấy chị lên tường em mấy chị coi Giờ đã thanh tẩy bên em ra chị là ngàn chị nha Chị gọi lại em hai chiếc vòng cho nhân viên giao hàng sửa lại dùm chị Ok Phương Diễm có điện thoại nhắn tin cho em là ok Đá bao nhiêu tiền chị Hiếu Kim 99 ngàn chị Hiếu Kim ơi 99 ngàn nửa ký luôn dùm em đúng chị nha Bình Dương nghe thông báo là ship được rồi đúng không dạ. Nhưng mà có một cái huy hữu đối với Bình Dương như thế này Bình Dương uh, bây giờ bưu điện nói Bình Dương bây giờ nếu như gọi điện thoại mà không bắt máy là đơn hàng về luôn chứ không gọi cho mình cuộc thứ hai tại vì bây giờ nó chảnh lắm mấy chị nó nói bây giờ đơn nó đông mà nó không có hỗ trợ được thì bây giờ đơn bình dương em sẽ gửi cho mấy chị nhưng mà mấy chị nhớ điện thoại cái mấy chị phải bắt máy điện liền cho họ không thôi là họ hoàng đơn về cho bên em luôn nên ai mua hàng em thương em cái nha mọi người nha đơn bình dương ngày mai em sẽ bắt đầu em gửi lại đơn bình dương cho mấy chị ok chưa chị xương rồng đá mệnh mọc xanh và đen ok chị xương rồng Chị đeo phong thủy nhà bé đẹp Chị mua mai bán đắt hàng lắm Cảm ơn chị Bùi Dương Nếu chung là mua tin thì có lọc Nha mọi người nha Đó biết bao nhiêu người người ta đã thỉnh cái vòng trầm hương của em rồi nè Đi đơn hết Chị nha Minh Anh Ok chị em My nhớ điện thoại với bắt máy Và họ nói nếu như ok thì chị em My ơi Có gì chị ra ra thẳng luôn bưu điện bưu cục của họ lấy hàng Là nhanh gọn lẹ nhất Đó đỡ phải ấy Tại vì bây giờ tất cả các shop Bây giờ nó mới bắt đầu nó ship được Bình Dương Nó đổ quá trời đổ luôn Nó bị tồn trong kho, nó không có chỗ chứa hàng Nên nó nói gọi mà ship nhơi khách Mà khách không bắt máy là nó hoàn luôn đơn về cho shop Nên ai mà đặt hàng mà đang ở Bình Dương Là trời ơi nhớ canh máy kỹ giùm em Hoặc là ra bu cục lấy giùm em đi Ngày mai em gửi cho Ok chưa, mai Có gì lát tối nay xả hết đơn Bình Dương ra cho nó ra luôn nha dạ, vâng. Ok mấy chị Rồi bây giờ Ai đang đang coi like của em cần tư vấn về phong thủy gì nữa Comment trên like đi Ê, Cái dòng này lọc chia sẻ là Phong thủy nhà mình an bình an Tài lộc món nào cũng đẹp Cái đẹp dòng này em, em nói với chị là siêu lọc lá Siêu may mắn Siêu tài lộc, Siêu kích thích về tài lộc, Siêu kích hoạt về tài lộc, Siêu may và siêu may Thơm lắm like Ai bên đang nhà. sử dụng vòng trầm hương bên em Thả tim cái đi Hôm nay em đang vui nè Hôm nay em đang có hứng nè Thật sự với mấy chị luôn, hôm nay em tính like cái này Em tính like cái hũ kem siêu đặc trị nám của Hàn Quốc 3 triệu mấy một hộp Em tính like cái này nè Em nói thiệt mà Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên ngồi bắt lên lại tự nhiên like cái này Tự nhiên nó có duyên thì mình like luôn Chứ thật sự hôm nay em tính like cái hũ kem này nè, em đăng bài rồi Siêu đặc trị nám, ai, ai mà da nám, ai tàn nhang là mình vô liền Đó, tính like cái hũ này rồi, với lại tính like siêu phẩm nè tính like siêu phẩm nè đó hôm nay hàn quốc về hai cái món hot chị mai anh một đá lọc em có bơm cho mà bờ mình, bờ. mình đang vui thì mình like cái này luôn nha mọi người ha chị mai anh một đá lọc ok chị mai anh chị bùi dương chia sẻ là phong thủy nhà bé đẹp là mình em may mắn và hôm nay đọc em đọc sẽ đó. gieo lọc cho một số chị đang coi like khách mới hoặc khách cũ đang coi livestream của em được không mọi người ai đang coi like thích thả tim em một cái đi mọi người ơi Ai đã nhận vòng trầm hương của em rồi Có chất lượng không Thả tim em cái đi mấy chị Chị nào đã hai vòng trầm bên em Cho em xuất nhận tương like luôn á chị nha Vòng trầm thơm lắm Cảm ơn chị em My Vòng trầm có chan tỳ hưu là đeo siêu may mắn à, Chị nám nè chị em My Trần Ê cái này hay nha chị em My Trần Hũ này nha 3 triệu rưỡi luôn á 3 triệu mấy lần á một hũ Kem siêu đặc trị nám nó là thuốc trị nám luôn chứ không phải kem vòng trầm đây bây giờ cho mấy chị xem cái này nha Ê nhưng mà em coi em xỏ chị vơ cửa nào vậy từ từ <laughs> một cụ tỳ hưu là tượng trưng cho một cửa phong thủy một cụ tỳ hưu tượng trưng cho một cửa phong thủy nha các chị nha đây chị chị bùi dương chia sẻ là vòng trầm nhà bé đẹp đẹp, đẹp cực kỳ may mắn và bình an luôn ạ à. bây giờ em sẽ cho mấy chị xem cái vòng này ơi đẹp quá chị Dung Nguyễn chia sẻ là chị có vòng tròn 108 hàng hoa xe nhà em nè tối nào cũng phải ngủ, cũng phải ngửi mới ngủ được luôn à chị ngô thì anh đào một cái vòng này em đang bán 2 triệu mấy nó là bạc nó là bạc cốt lõi là bạc nhưng mà nó được phủ 40 50 là vàng 4 số chính thật luôn chứ không phải là hàng si tỉnh điện hàng mã đồng bao nhiêu người trong livestream ngày hôm nay hôm nay em gieo duyên em tặng nè vòng trầm thì đeo trừ tà may mắn có mùi thơm nhẹ rất là thơm em nói với chị nha em đưa chị cái sen vàng đi huyền sen vàng, đây rồi. một cái sen vàng thôi em nói trước luôn để cho mấy chị biết à, còn quần 80 chị huỳnh ngọc yến còn nha chị huỳnh yến lấy mấy cái cứ nhắn qua tin nhắn giùm em đây một cái sen vàng này huỳnh lập đang bán nè 600 trăm một cái có chỗ bán bốn rưỡi cái sen vàng này em bán mấy chị là bốn À, hôm bữa mình bán là 300 300 phải không? Cái sen vàng 300 Cái sợi dây trầm này là hai triệu hơn Trầm nha mấy chị ha, rất là thơm luôn Còn con tỳ hưu này mắc hơn rất là nhiều Con tỳ hưu này tới rưỡi một củ tỳ hưu lòng Hôm nay ai thích gieo duyên cờ comment thả tim thật mạnh trên livestream em tặng cho mấy chị. Ai may mắn đi ngang qua cái like này thấy em em tặng cho mấy chị mỗi người sợi dây trầm Đeo mà không tốt trả lại tiền. Làm ăn buôn bán cực kỳ tốt và đặc biệt trừ tà tránh phía và đặc biệt nhất là những người mà âm khí mà mấy chị không có vô trong cơ thể mấy chị á nó nặng hoặc là những chị nào có dông theo dông thì nó rất nhiều dông nha dông tốt dông xấu dông tùm lim dông và có những người em nói mấy chị là có những người hồi trước người ta đi phá thai đi và người ta bỏ đứa con đó đi thì vô tình cái đó cái vong đó nó lại đi theo nhưng mà nếu mà cái lông vong lành thì nó là khác còn vong dữ nó còn ác nữa thì nó có nhiều lắm có những chị, có những người Được ông bà tổ tiên mình độ Mình từ thời xa xưa tới bây giờ luôn Nên có những người em nói mấy chị là Có người quế nhân phù hộ và có những người độ Nó rất là may mắn Cực kỳ may mắn nha mọi người ha Chị Hoa Ngọc chia sẻ là vòng trầm 108 hạt đêm Bình an và ngủ ngon tránh, tránh tà Tốt, tốt lắm luôn à Tốt cực kỳ à, Để em suy nghĩ ạ Thấy mấy dạ, chị, nào, chị Dạ chị nào muốn ra làm với chiếc vòng này thì cảm ơn thả tim mạnh tay xin cảm ơn dùm em luôn Thấy sao, nha. sao thả tim ít quá à? Thả tim phải nhiều lên Em bán Bây giờ em nói nè Em mà đã gieo duyên rồi Em không gieo duyên Em không gieo duyên cao Em tặng lấy hôn rồi Em lấy phước thôi được không Tặng cho mỗi người cái được không Chị cái Tôn chia sẻ là chị nhận rồi Rất là thơm Chị mua cho chồng chị mà con trai lấy đeo luôn à Cơ rất là thơm mà đẹp luôn à 8 ly Đeo 8 ly Đeo cho mấy chị xem Đẹp cực kỳ 8 ly Trầm hương Chị Bù Dương chia sẻ là vòng trầm đeo trừ tà Có mùi thơm nhẹ nhẹ Đem lại may mắn bình an gia đình hạnh phúc luôn ạ à vòng trầm đeo trừ tà có mùi thơm nhẹ nhẹ bây giờ đẹp lắm mọi người ơi trầm là nó kỹ nước nha nó là gỗ trầm nó kỹ nước hạn chế không tiếp xúc với nước đi tắm tháo ra rửa chén tháo ra cho em hôm lắm luôn mọi người hôm cực kỳ đó bây giờ em chỉ nói thôi bao nhiêu người còn được co đang coi live stream của em em tặng lên cứu pháp giùm em trầm này hồi xưa ai mua bao nhiêu tiền nhớ Trầm 108 hạt 3 triệu 6 mấy chục Còn cái vòng trầm này 2 triệu hơn Chưa tính trăm tỳ hưu. Hôm nay em tặng những chị nào đang coi livestream của em Thấy em được em tặng mấy chị lấy phước Hello chị Hùng Thanh thấy mấy chị ạ Đeo trầm từ ma mang lại bình an và siêu may mắn Mấy chị đeo mấy chị tháo ra mấy chị để trên bàn Phật càng tốt nữa Lên cho em cứu pháp Lên đúng cứu pháp này thì em mới tặng nha lên cho em cú pháp Trầm may mắn Em tặng đúng 20 người may mắn thấy em được trong cái live stream này Ai mua dùm thì các chị comment mua dùm 20 chị may mắn cú pháp cho bé anh Trầm may mắn Em tặng mấy chị Coi như cái này là cái chị bỏ Bỏ một ít nhẹ ra mấy chị thỉnh thôi Chứ cái này coi như là em tặng 199.000 đồng Quá sốc của chị nha, lên đơn vòng trầm may mắn giùm em luôn à Tặng cho chị 199 ngàn luôn chị nha Ghi giùm em đúng cú pháp Và em chỉ tặng đúng 20 người đang coi live stream ngày hôm nay thôi Và em tặng luôn cụ tì hiu Được không? Ai đang coi like chia sẻ ghi đúng cú pháp Trầm may mắn Em tặng 199 000 đồng Cái tiền này nha là cái tiền lọc của mấy chị để không nợ nần em còn riêng một sợi chầm hàng giả cũng con có, có giá 199 trăm chín em nói mấy chị biết ai mua chầm em rồi là sẽ biết nha mọi người nha tặng luôn cụ tỳ hiu ai đang coi like chia sẻ cho em đi mấy chị dạ lên đơn chầm may mắn giùm em đúng chị nha bên em tặng chị đây với giá 199 trăm chín ai mua giùm ghi là em ơi chị mua giùm chị nào khách mới để lại số điện thoại cho em em nói với chị nha không thơm không tốt bao nhiêu em cũng đền Em bán hàng đây em ngồi đây em livestream lấy tương tác và bao nhiêu người đã từng sử dụng của em rồi Hello chị Lan Phạm ạ à. Ai đang coi live chia sẻ đẹp cực kỳ Cái tỳ hiu này là nó là tính em không thích nó xạo Bạc Nhưng mà vàng 40% 50% là vàng 4 số 9 luôn chứ không phải là hàng si Hàng si mang 4 năm ngày Ai hôi múi bye mà hôi muối là bay mài Bay màu luôn á Hello chị Lan Phạm yêu dấu trăm may mắn kèm theo cho em 199 ngàn Ai coi like coi like chia sẻ cho em cái mấy chị Khách hàng mới là lên số điện thoại giùm em luôn chị nha Trầm may mắn tặng các chị 199 ngàn Hôm nay em vui là em lên Hôm nay em vui là em lên nha mọi người nha Em nói mấy chị nha Em đã nói mấy chị hôm nay là ai mà coi like của em nó thiệt mấy chị là cũng có duyên với em lắm Tại vì thật sự em bán xuống like em bán một chiếc vòng đó Các chị ơi giá rất là cao và em nói thiệt nha chầm em đúng hàng chuẩn Ai đang coi like là biết Rất là thơm và em chỉ lấy cái này để em lấy phước thôi Ai là khách mới các chị muốn mua dùm Thì các chị ghi dùm em trà may mắn mua dùm hai chiếc hoặc ba chiếc mua dùm thì tát dùm em người nhà vô Ai coi like chia sẻ Trà may mắn mua dùm nữa chị Nguyễn Tu Nhớ dùm em những cái vật phẩm tâm linh Mua dùm hay cái gì gọi điện thoại nhớ bắt máy cho em nha Chứ còn ha nhiều chị nói em ơi thôi chị không bắt máy đồ này nọ mệt lắm trời ơi Ai coi like chia sẻ một cái đi mọi người ơi Dạ lên đơn chồng may mắn. Đừng, em, đúng chị em thấy comment rồi mấy chị đừng comment nữa comment đúng một lần thôi nay minh anh bán rẻ quá hôm trước chị mua không có tỷ hưu mà sáu trăm mấy á. hôm bữa ra lọc đà đã sáu trăm mấy đã nói hôm nay chị tặng thôi ai thấy em chia sẻ nha chị lan phạm một chín một chín bảy tám bé anh thấy chị lan phạm rồi ạ đợi em một xíu ạ à. chị nào mua giùm comment mua giùm nha ví dụ như chị nào lấy hai trăm may mắn mua giùm hai người ghi là hai sợi trăm may mắn ok <laughs> Ai đang coi like chia sẻ giùm em đúng cú pháp nha rồi chốt đơn đi em, đưa cho chị cái dây phong thủy ơi. Ai coi like là biết cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ tốt. Ai đã mua phong thủy bao nhiêu lần rồi có chia lệ là... đang coi like chia sẻ cho bé anh cái đi mấy chị. Nha mọi người nha. Dạ chia sẻ like giùm em chị nha, lên đơn cú pháp là chồng may mắn 199 ngày là mình Đá nãy còn không? không? Đá nãy còn nha. Cờ bên mệnh lên là có tình yêu ơi. Dạ chị ạ. À. một à, chị Lan phạm 1978 là mệnh hả Đây 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 đây. Đây, không đẹp không tốt không may mắn bao nhiêu cũng cũng trả hết gọt đơn mai chị chuyển khoản trước chị Hồng thanh em nói trước đơn nào em đã đi đơn rồi là em không gọt được tại vì đơn đã xuất file bưu điện rồi á chị Hồng thanh ai đang coi like ai là khách mới các chị chia sẻ giùm em phong thủy nha em nha ai mua rồi là sẽ biết nha lọc không vô thôi luôn á cực kỳ may mắn nhất là đã có lọc có duyên rồi em nói mấy chị siêu siêu may mắn nha mấy chị nha lấy tỳ hưu bằng bạc trắng được không được luôn chị nguyễn hòa Em nói mấy chị em bán mà Trời lấy bạc trắng thì em đỡ thôi, đỡ tốn <laughs> Hít trầm bên Minh Anh mà không mua được Nay hy vọng được lọc Minh Anh Đá 99 ngàn một cái đá phong thủy á Chị Hiệp Phan, 99 ngàn một hũ như thế này Dạ đá thanh tẩy là 99 ngàn Kèm theo mệnh em đúng Thanh đúng tẩy nha. 99 ngàn nha mọi người ha Đá thanh tẩy kèm theo mệnh kim thủy mộc hỏa thổ Ai không biết mình mệnh nào thì cầm ơn năm sinh Với anh tư vấn cho mấy chị luôn Rồi ai coi like chia sẻ giùm em Rồi chúc đơn dạ, may Tặng nha chia sẻ à, hùng, thanh một à. hùng thanh có đơn à. mì mì có hs à. trần à. có thành dung nguyễn có quách thú à. hương có trần hạnh trần có minh à. châu có thị anh đào một à. ngô thị anh đào chúc có chúc à. lương có lấy hoa sen được luôn lấy hoa sen được luôn ai lấy tỳ hưu còn minh tỳ hưu ai lấy hoa sen còn minh tỳ uh, hoa sen nha rồi đọc đi em và chị Thu Hà Nguyễn 1 ạ. Thu Hà Nguyễn. Chị Võ Hồng Phước 1 Võ Hồng Phước. Chị Lê Phương một Võ Lê Phương 1. Chị Tiền Lưu một Tiền Lưu 1. Vũ Tiết Nhi 1 ạ. Vũ Nhi. Đạt Chị Thu Anh 1 ạ. Thu Anh. Chị mỹ Trần 1 ạ. em Trần. Nguyễn Lê 1 ạ. Nguyễn Loan. Châu Võ 1 Châu Võ. Nguyễn Tú Hanh hai mua ạ. Nguyễn Tu 2 dầm có. Chị Thương Diễm 1 ạ. Thương Diễm. Mai Anh Đinh 1 ạ. Mai Anh Đinh. Thu Anh Nguyễn 1 ạ. Thu Anh Nguyễn. Thảo ly 1 ạ. Thảo Ly Nguyễn à, chị thảo Vy một ạ à. thảo Vy và chị phương lan một ạ à. phương lan chị dung luôn một ạ à. dung dung và à, chị gia hoa lai một ạ à. gia hoa lai một chị bùi dương hai vòng mua chị không mua dùm ạ à. hả chị bùi dương hai vòng mua dùm ạ à. bùi dương bùi dương hai vòng mua dùm mua dùm và chị nguyễn nguyễn hạnh là hai vòng mua dùm ạ à. nguyễn hạnh là hai vòng mua dùm chị nguyễn hoa một một vòng tròn có tơ luôn ạ à. chị gì nguyễn hoa một vòng mua dùm chờ chị nào lấy đôi tôi yêu em đúng chị nha ai coi like chia, chia sẻ đây đôi. Từ, từ 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 mới đọc cái comment mới đọc cái 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 comment nhắn tin qua trang kinh ly nguyễn quang hải mới nhắn em ơi sao hôm qua chị tặng trên like chị mua 500 trăm ngàn mà hôm nay em tặng giá này vậy em đây em trả lời chị nguyễn quang hải luôn nè hôm bữa mua 500 hôm nay sale 199 trăm ngàn là sao em em nói thẳng luôn hôm bữa em tặng 500 trăm ngàn là em tặng số lọc Hôm nay em bán 199 ngàn em tạo phước Em bán tặng trên like Người Việt Nam chơi đẹp Nếu như hôm bữa chị lấy 500 ngàn Chị nhận hàng Chị nhận hàng chị thanh toán 500 ngàn Em chuyển khoản lại cho chị Coi như em tính chị 199 ngàn chiếc dòng Được không? Ok dạ. Vậy nha Để khỏi phải suy nghĩ là sao bé anh Nó nói lúc này nó nói lúc kia Em bán hàng là em bán có sao em nói vậy Tính em rất là thẳng thắn mua được mua là ok không được mua là thôi nhưng mà em không thích khách mua hàng người ta phải có cái cảm giác ấm ức mua hàng bực mình trong khó chịu tại vì em nói trước hôm bữa em bán 500 là em tặng rồi mà không tặng tỳ hưu luôn á nhân viên em nói chốt tỳ hưu cho mấy chị nha nên là có gì đơn nhận hàng giùm em em chuyển khoản lại em trả cho cho lấy hên luôn cho lấy lọc luôn Tại vì tính của em là có Sam nói vậy Chứ không phải tự nhiên mà Em vô em bán, em bán người này 500 Em bán người kia 4 triệu, em bán mấy chị 199 đâu 199 ngàn Không đủ tiền mua một con tỳ hiu Của bé anh đang cầm trên tay đâu mấy chị Nên mấy chị lưu ý cho em Việt Nam chơi đẹp, ok Được không mọi người nha Thoải mái tâm lý lên giùm em xíu đi Chứ đừng có út úp Em là vui vẻ lắm, mua hàng em phải vui vẻ Thì mới có lọc được, mua hàng mà bực mình Khó chịu là không có lọc đâu, thiệt á ai coi like chia sẻ cho em cái đi mọi người ơi vậy dạ, lên tới vòng tròn may mắn giùm em nữa chị nha Một Gia để chỗ nào được Minh Anh chị Nguyễn Tú đâu từ từ đọc comment coi hello con chào cô Nguyễn Thảo à. tặng gì đấy em <laughs> con tặng vòng trầm Ê, vậy cho khách lựa tùy hiu hoặc sen chơi luôn vậy thì em cho lựa tùy hiu hoặc sen vàng luôn nhưng mà nhớ nha tranh thủ nha tại vì sen còn ít lắm tùy hiu cũng ít luôn nhưng mà sen hình như ít hơn sen ít hơn không dạ, đúng rồi. Sen, sen, còn em, ít, ít hơn, ít, ít, ít hơn cái này em không có ít bán lẻ lắm chủ yếu em bán sĩ là chủ yếu à chị nào mua hàng em đã biết em bán sĩ cham bạc đồ này nọ đủ thứ hết nha mọi người nha dạ đến phòng trăm may mắn sẽ được chốt một trăm chín chị nha có phương chưa một trăm chín mươi chín ngàn chốt chị phương đọc đi em chốt chị phương có đơn nha à, chị, dạ, chị phương, phương À, chị thảo phạm trầm may mắn tì hưu cho thảo phạm có đơn, chị một may mắn, có đơn. đá lọc mệnh hỏa cho chị thảo phạm có đơn luôn phong thủy nhà bé đẹp thì xài đi rồi ghiền à, đem lại tài lộc và may mắn lắm cảm ơn chị hoa ngọc chia sẻ ai coi like chia sẻ giùm em chị hiệp phan minh anh lấy mình hai hũ đá phong thủy màu xanh và đỏ nha ok tình yêu luôn có đơn chị À. Dung lương một vòng trầm may mắn Chị nghe đọc tên có đơn cho dung lương Có đơn vòng trầm tặng cho chị Xuân Nguyễn Buồn quá vòng hoa anh đào đẹp quá Mà chị đeo mới được hai ngày rút mất cái toàn ten rồi Minh Anh chị Nhanh Phan Chị Nhanh Phan ơi Có gì à, giữ cái vòng đó đi Bữa nào ví dụ như có muốn hỗ trợ gì đó, gửi lên em Em làm lại cái toàn ten cho chị Nhanh Phan nha Vòng trầm thì đeo trừ tà May mắn và đem lại bình an cực kỳ tốt Like nào tính like đó bé Em biết là như vậy rồi người ta bán hàng cũng vậy like nào người ta tính like đó nhưng mà em em hiểu em đặt vị trí như em là khách hàng đi tại vì ví dụ như một tháng hai tháng đi mấy chị không có buồn nhưng mà ví dụ hôm qua mới bán ví dụ như hôm nay mới bán mà tối nay nó bán giá này mình coi lại ví dụ như em là người mua hàng em phải tức chứ thì em cũng hiểu nên những người mà ví dụ sáng nay hoặc là hôm qua như huyền yeah. chốt vòng trầm 500 trăm ngàn là đã tặng rồi là không có cham luôn Em tặng cho cái vòng này 199 ngàn Chơi luôn Ok chưa mấy chị Chị lên vòng trầm Đá phong thủy là mình để chỗ nào tốt Để lát em tư vấn cho Ai coi like, like nào tính like đó Lúc trước chị mua không có tỳ hưu mà đã 600 mấy đó Chị Quỳnh Hoa Nếu như em nói rồi Ví dụ như sáng nay mới chốt Em hỗ trợ luôn Mình vui vẻ chị em vui vẻ đôi bên Mua hàng là phải vui vẻ chứ Mua hàng mà bực mình thì không có mua được Riêng về phong thủy cũng vậy khi mà đã bực mình rồi là nhận cái vòng là không có lọc đâu em rất rất là thoải mái tại vì em cũng đặt tâm ví dụ có những chị khách tuổi bằng cỡ mẹ em thôi nên em cũng muốn là mình làm phước thôi mình có tâm mình vui vẻ mình thoải mái thì khách hàng đối với mình người ta cũng như thế này nên em hy vọng rằng ai mua phong thủy của em hoặc ai mua hàng của em em dễ tính với mấy chị em thoải mái với mấy chị thì mấy chị mua hàng của em mấy chị cũng vậy Mấy chị dễ thoải mái với em Ví dụ như có trục trặc hay như thế nào Các chị ơi alo em cái là xong Đó Chứ có những người em ơi chị nhận vòng Thấy nhỏ quá không vừa tay chị thôi chị xả đơn Thì em rất là buồn luôn Tại vì tiền ship của em biết bao nhiêu tiền Bán cái vòng ví dụ 199 ngàn Ai nha em nói thiệt mấy chị nha Mấy chị đi đầu Sài Gòn hoặc những người kinh doanh về phong thủy đi Hình lập bán cái viên này đã 600, 500 ngàn rồi Em hỏi mấy chị dốt vô bao nhiêu mà em tặng luôn cả trầm và luôn cả cái này bao nhiêu Chị nói rồi tặng Cái nào tặng nói tặng còn bán nó bán nha Ok chưa mọi người Chị Phan Hiệp Phan chia sẻ là vòng trầm đeo thơm lắm Mỗi lần cứ cầm ra ngửi ơi, Đã nói là tặng luôn á, bán buôn gì nữa Vòng trầm đeo thơm lắm cứ cầm ra ngửi hoài luôn Cô Nguyễn Thảo Minh Anh tặng phong thủy nay Cô mua nay bán đắt nha Cô Nguyễn Thảo, dạ con cảm ơn Hy vọng chúc cô Nguyễn Thảo là nhận được lọc lá của con Mua may bán đắt như cô Thảo nha Chị Nhanh Phan thôi mất công gửi đi gửi lại Không có toàn tay đeo cũng thấy đẹp <laughs> Mười người mà như chị Nhanh Phan Thì em nói thiệt là quá sướng rồi Tại vì thật sự là Nói chung cũng tùy à. có người dễ thương như vậy thì em bán hàng em thoải mái hơn <laughs> Vòng trầm đeo thơm và lọc lắm Thơm lắm, cực kỳ thơm à, Lên đá đào hoa để chị xem với đá đào hoa mình còn không em Một vòng trầm xem may mắn chị Thảo Ly ạ à. Mai chốt đơn, sáng, bắt máy đi Hôm nay là, hôm qua là 1 tháng 12 à, 11 hả à? Hôm nay coi như là ngày 2 tháng 12 đi, cũng coi như là à, đầu tháng rồi đầu tháng mà mấy chị nhận phong thủy của em không có hên không có may mắn là thôi luôn á thiệt á đầu tháng mà nhận phong thủy nhà em là siêu lọc lá luôn á ai cũng vậy cứ canh vô like của em vô đầu tháng hoặc là ngày 15 16 của em thỉnh phong thủy của em thôi tại vì em mập mập á mấy chị cứ vía nó lên á chắc mấy chị nhận phong thủy mấy chị cũng lên vía giống em <laughs> nên là có nhiều người thích mua phong thủy của em ngay ngày này ngày, 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 ngày rằm hoặc là đầu tháng lắm cực kỳ lọc à, chị à, Dạ, chị nguyễn hạnh, em có rồi, chị Minh chị hạnh từ từ để em đọc mua dùm hai sợi trầm tùy hưu có đơn không chị dạ, có, đơn rồi. có chị nếu chị có để lại số điện thoại là chị sẽ được chốt đơn còn không để lại số điện thoại hoặc không không gọi điện thoại không bắt máy thì em xin hủy đơn tại vì có những chị khách là nhắn tin cũng không trả lời gọi điện thoại cũng không trả lời thì coi như em xem là không muốn lấy hàng thì em không không chốt đơn ạ à. chị thích lọc nhà bé đẹp lắm đeo lên may mắn và rất là may mắn luôn cảm ơn chị bùi dương rất rất là nhiều ạ à chị hoa ngọc chi sẽ là vòng trầm đeo may mắn còn có mùi thơm, thơm không lắm. dễ chịu luôn à nhớ nha Hôm lắm trầm mấy chị bảo quản là đừng vào nước cho em trầm nó là gỗ nó sẽ tơi đó muốn bảo quản kỹ không vô nước tắm tháo ra rửa chén tháo ra nha mọi người nha rồi ok à, chị hoa ngọc hỏi bé anh còn nhang voi không nhang voi chắc phải uh... nhang voi là bây giờ bên thái thì bây giờ đặt nhang voi cũng được rồi đó được nhà mình còn con bó chứ mấy nhưng mà nếu mà đặt nhang voi là bên bên thái nhà còn con bó à mà không biết bên kho chú hùng còn sót thùng nhân voi nào thì không nhớ tại vì em có hai kho lợn một cái kho là em nhờ em gửi em ghép kho chung với người ta nữa là em có để đổ đó trước dịch đó là là một cái kho em để đó nữa nhà em còn một bó nhang voi duy nhất mà em cầm cái bó đó em like để để em xem coi ngày ngày ngày, ừ. ngày mai nếu như bên kho chú hùng còn sót được một thùng nhớ là một thùng có thể thôi không biết đem về đây chưa không thì mấy chị đợi đợt sau bé anh uh, gửi từ thái về nhan voi lẹm sơn tại thái lan luôn á kem nám bán sao kem nám hả chú lên giá người yêu ơi kem nám kem nám bán giá rẻ lắm nhưng mà đợi em đi cái này là hàng hot phải coi like của em mới hết nám được 3 triệu mấy một hũ đó các tình yêu ơi chị Hi Phan chia sẻ là mình thích đeo vòng bên anh hà ngày cho chị xem lại, lại vòng trầm rồi. đi em ok đồ phong thủy nhà mình anh thì rất là thích và vừa lại sang nữa cảm ơn chị thùy châu ngô rất rất là nhiều ạ à. rồi đẹp quá má, má ơi luôn Phòng chồng bên em làm từ bạc 9 năm có mạng vàng lắm chị nha Mang cực kỳ có mùi thơm rất là dễ chịu luôn ạ à. Ngủ rất là ngon lắm chị nha Sáng trừ tà ma cho mình luôn Em hỏi mấy chị có lẹp không? Có lẹp không? Không lẹp thì thôi nghỉ chơi <laughs> hồi xưa trời ơi, má ơi hồi xưa chị mua cái hoa sen 300 trăm ngàn đó bé anh đúng rồi hồi xưa em bán cái sen này cũng 300 mà giờ em bán cũng có 300 nên em tặng cái like này là em tặng chứ em không có em không có bán nên đừng ai hỏi em là bé anh ơi sau này bán rẻ đã nói không bán nha hôm nay tặng nha không hề bán à, hôm nay là tặng chứ không hề bán đó hôm bữa là mới mua cái sen vàng này là 300 trăm ngàn là đó giờ bán là cũng đúng giá à chứ không có bớt đâu mọi người ơi à, rất là thích luôn cảm ơn mấy chị rất rất là nhiều rồi bây giờ em sẽ like qua cái này đang vừa tâm linh và phong thủy rồi đúng không bây giờ em like qua cái này nè đưa chị bó nhang voi đi mai kho chú hùng còn thì ship cho mấy chị không thì nợ đơn nợ đơn một hai tuần gửi từ thái lan về thái lan này thông quan gửi được hàng hóa rồi đây bây giờ em sẽ like về tiếp về nhan voi cho mấy chị không biết cái chị quán trai đối diện nhà mình chỉ còn chỉ còn chỉ mua nhan voi nhà mình phải không để hỏi chị coi nay quán chị bán đắt không mất công mua nhan voi mình về bán ế chắc người ta chửi chết Uh, dòng trầm bao nhiêu dòng trầm là trăm chín chín ngàn con tặng con tặng trăm chín chín ngàn là luôn con tỳ hưu luôn hoa sen nha đã nói tặng là không có bán mà sao hỏi trời ơi có sen không có đã nói tặng là tặng nha mọi người ơi vòng đó là có con tỳ hưu luôn đúng rồi chị ngọc trinh có con tỳ hưu luôn nha chị trinh nha Cô Nguyễn Thảo chia sẻ là cô có thỉnh vòng trầm hương bông sen đeo vào tay mùi thơm nhẹ nhàng thích lắm luôn ạ. À. Dạ con cảm ơn cô Thảo. À, trầm bên Minh Anh thơm ngửi là ghiền nha. Minh Anh ra lọc cho hộ nghèo mùa dịch hì hì. Cái này là ra phước chứ ra lọc gì nữa. Rồi bây giờ lên cho em cái này đi mọi người. Dạ chị là đã sử dụng nhan vào bên em cho sức cảm nhận trên like luôn á chị nha. Bây giờ em sẽ lên cái này. Đó. Khách nhà em ơi. Có ai mà đi ngang qua cái livestream của em đâu? Thiệt. Nếu như mà nhà em mà hết Thì nhan vôi này em nợ đơn Hộp 8 ly chị bé Em nợ đơn Hàng Thái em gửi về Nay là Thái gửi hàng được rồi Để chuẩn bị em về thêm mấy cái hết xì ke Hết mũi hết xoay vậy á Ở nhắc tới cái ngứa mũi hả em mới hết tiếp <laughs> Đợi em xíu nha mọi người nha Chị Bùi Dương chia sẻ là vòng trầm bên nhà bé đẹp mang, mang cực kỳ hiệu quả Đem lại may mắn, bình an và tài lộc luôn Tì không? hưu em sơn rồi Chị Gia Hòa Lai muốn tốt nữa Đeo trầm xong đúng không? Đặt lên trên bàn mẹ quan thế âm hoặc bàn Phật đi Đặt lên trên đó đi Gõ chuông chín chuông hoặc 12 chuông Đó, trì chú vô, đeo tốt nữa, đi ra ngoài đường bình an làm cái gì cũng sụn gọi là xuôi thuồng bụng gió nói chung là nói chung là nói chung là gọi là sao ta ừ <laughs> ờ, xuôi buồm thuận gió lan hồi là lẹo lưỡi luôn á mọi người đó thì đi ra ngoài đường ví dụ chạy xe mình cũng an tâm hơn nhất là những chị mà chạy xe mà hay đi ẩu nè đó thuộc dạng là như em là phải đeo mấy cái này <laughs> em mà chạy xe là ai cũng phải né đâu đó mấy chị ai coi livestream chia sẻ giùm em nha mọi người nha dạ chị bé ngay một vòng trầm em có đơn cho mình à uh, em một vòng em có đơn... chị ngọc trinh chị một vòng trầm thì hư nhé minh anh ơi chị ở bình dương em ship được đơn bình dương rồi chị trinh ơi ship được rồi mà phải giữ máy điện thoại nó gọi chị mà chị không bắt máy là nó hoàn đơn về cho em đó là em giận luôn á À, à, con trai chị rất thích vòng trầm nhà minh anh cảm ơn chị cát tường à, chị cát tường chia sẻ cái gì mà lanh lợi đây đồ phong thủy của minh anh rất là may mắn luôn cảm ơn chị nói chung cái tính của em nó như đàn ông vậy nó rất là ào ào nha nói cái gì cũng phải nhanh gọn lẹ hết cái tính của em vậy đó nên nhân viên em mà làm với em mà đứa nào mà rời rời là dễ bị ăn ăn gọi là ăn ăn, ăn. <laughs> ăn 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 chửi gọi là ăn chửi đi ừ, muốn rê cũng không rê ờ, được tại vì em cái gì cũng phải nhanh gọn lẹ làm với em mà chậm chậm là em quạo lắm mấy chị à 000 chị bé vòng trầm chị để ở bàn thờ mẹ hai tháng mới lấy ra đeo à, đồ bé rất là may mắn và tốt lắm rồi thôi bây giờ bé anh qua bây giờ bé anh tặng mấy chị cái bó nhang nè đợi em xíu ơi ai đang coi ai đang mua nhang rồi và chị là đã sử dụng nhang bên em cho sức đảm nhận trên live chị nha Cái nhang này thì dễ lắm Đã được sơn tại Thái luôn Sơn tại chùa vàng của Thái Mấy chị chỉ cần đem cái bó nhang này về Cái bó nhang này là 79 cây số thần tài Và dài là 152 là số thần tài lớn luôn Ý, quên phải không? 79, em 79 là thần tài, đúng rồi 79 số tài Mà 79 mình nhân 2 là bao nhiêu? 79 x 2 là 158 Ok, à. ok chị bé Nguyễn ờ 158. Dạ. Chiều dài là 158 còn cây là 79 cây số hừng tài nha mọi người nha. Thì cái này là cái đợt cũ. Đợt cũ là có thêm một cái này là cái cây gọi là cái này là đến xin uh, xin số đề đó mấy chị. Nhưng mà thật sự là cái này thật sự là nói cho vui vậy thôi chứ bên Thái thì đợt mới của người ta thì hết cái cục này rồi. Cái cây nhang này nè nè. Mấy chị về ai mà đang làm ăn kinh doanh cái này thì mấy chị đốt ông điểm thần tài được nè Ai mà làm ăn kinh doanh Ví dụ đang buôn may mua buôn, buôn, buôn bán đó Mà hơi ế ế một xíu Đốt cái nhang này lên cho em Riêng em thì em không đợi ế mới đốt Mà em ngày nào em cũng đốt Ví dụ trưa em lai là trưa em đốt Tối em lai là tối em đốt Tính em là vậy đó Chị bé Hiền chia sẻ là nhang xài rất tốt cho buôn bán Chị bé Hiền mua của em là hơn 10 bó đó Chị bé Hiền mua hơn chục bó Nhớ luôn Lần nào cũng phải 4-5 bó, 4-5 bó gửi về cái nhang này nè em đã sơn Ai bán mà nói sơn Sơn hay không thì em không biết Nhưng em khẳng định mấy chị đã sơn mới bán mấy chị Ai lấy nhang cờ anh dùm em 39 thần tài nhỏ 79 là thần tài lớn đó Bởi vậy mình mới thắp lên ông điểm thần tài đó Để mình kéo lọc cho nhà mình Ai lấy nhang voi cờ mên cho em Không tốt trả lại tiền Rất là hên Ghi dùm bé anh là nhang voi nha các tình yêu ơi Nếu như mai còn thì ship không thì nợ đơn Ai lấy nhang vôi trong live này em tính mấy chị hôm bữa bán như vậy. Hôm bữa bán 100 ngàn đ một bó. 100 ngàn đ một bó. Đó giờ mình bán 100 thôi. Hôm bữa một bán một giá một like gần nhất là mình mình bán nhiêu? Cũng một giá 100 chị. Có có chị nhớ cái tặng có có, có chương trình một tặng. À. Ừ. Rồi nhớ rồi. Hôm bữa em like là ai lấy 4 bó nhang em tặng một bó là thành năm dạ, hay 1 là năm tặng một? Mua 4 tặng 1. 4 tặng 1. Đúng rồi. like hôm bữa gần nhất. Em còn được mấy bó hôm bữa em tặng khách là 4 tặng 1 là thành năm. Nhưng cái này em bán đó giờ đúng một giá thôi. Đúng một giá duy nhất thôi Là một bó như thế này em tính mấy chị 100 ngàn một bó Ai lấy cứ ghi nhang nha mọi người nha Cực kỳ tốt luôn Vòng phong thủy hộ Đeo chung với vòng ốc đẹp mê còn nhẹ nhàng và bình yên Cảm ơn mấy chị rất là nhiều Vòng trầm bao nhiêu em Hồi nãy em tặng dạ, rồi đó Vòng trầm bên em đang lọc có chị là 199 ngàn luôn đó chị nha có, Sẽ có tiền hưu hoặc là trang xem vàng cho mình luôn à Nhớ Cảm giùm em 20 nha. 20 nha. Chị khách nào mà ví dụ hồi sáng Mà đặt được chốt cái vòng trầm Mà 500 hay như thế nào Chưa đẹp luôn đó báo lại hỗ trợ nhận đơn đó cho em nhận được đơn đó chụp qua cho em em chuyển khoản trả lại số tiền đó cho nó vui vẻ chị em mình nha ai lấy nhang cứ cầm anh nhang nha mọi người nha dạ nha bên đây là có chị làm một trăm ngàn đồng một bó luôn một trăm k một bó hello ai đang coi like chia sẻ cho bé anh cái Đi uống miếng nước cái like tiếp với mọi người đây để đây đeo cho tốt thơm lắm thơm lắm mọi người ơi hai kiểu Vòng chị đang đeo cặp với vòng ốc nè Dễ thương lắm Dạ em cảm ơn chị Hoa Ngọc Dễ thương không? Ê tính ra cái này đeo hai cái cũng đẹp không? Đeo hai cái đẹp trên xào có đầm hồng đẹp quá Minh Anh <laughs> Trời ơi coi like mà còn nghĩa qua đồ của em được nữa Rồi. Dạ không bên em có ra là vòng chồng chị nha là 199 ngàn Chồng bên em cực kỳ thơm nữa chị nha Giúp dễ ngủ cho mình sáng trừ tà ma và may mắn cái tà lộc tà lộc cho mình luôn ạ à. Ngoài ra là đầu like bên Hủ em Hũ đá có là 99 ngàn em like hồi nãy rồi nha chị Trúc ơi Đó 99.000 em like hồi nãy rồi nha chị Trúc nha Rồi bây giờ bé anh qua Bây giờ bé anh có cái này nè Ba anh tính like cái này nè Đó Bây giờ mình à, Ai mà thích phong thủy lên phong thủy luôn Lên à, chị nào thỉnh được cái hoa mai không Còn hoa mai không hoa mai. Em đang like về cái hoa mai phong thủy. Ai thích lên phong thủy thích Không thôi em lên cái này Kem này để mày mai like ngày mốt like đi cái em này ngày mai ngày mốt like đi tại vì cũng trễ rồi mấy giờ em dạ, 10 giờ 15 lăm. 10 giờ 15 cái này em nói với mấy chị nha cái này nếu như mà ai không hốt là tiếc núi luôn á lát em sẽ tư vấn cho mấy chị cái chai này đỉnh lắm ôi vòng ốc đeo đẹp lắm em cảm ơn chị bùi dương à, một vòng trầm cho chị tường vi minh anh cho coi hũ đá đi minh anh yêu ok người đẹp luôn cho coi hũ đá ok chị bé nguyễn lấy tỳ hiu dạ em có tươi luôn à cái này là ngọc nha chị Hiệp Phan Hũ đá nè Hũ đá này nửa ký lận á Về cân lên đi không đúng nửa ký lại đây chửi em <laughs> Nửa ký lô Đây nha hai màu Cái này là thạch anh xanh nè Còn cái này là ngọc Ngọc bích đỏ gì đó Ngọc đỏ Em cũng không biết nữa tên của nó Đây nha mọi người ha Đá đầu hoa giá cao lắm chị Thảo Phạm Đá đầu hoa một cái vòng là mấy triệu lận á Việt Nam chơi quá đẹp luôn chị Cát Tường <laughs> Dạ em cảm ơn chị Cát Tường nhiều Ê bây giờ để em lên cái này cho mấy chị luôn nè Cái hoa mai đi Đó Phong thủy luôn nè Giờ hoa mai em còn mấy cái nè Ai mà đang like về phong thủy thích nghe thì bán luôn Hoa mai còn được có mấy cái là hết luôn Hoa mai nè, hoa mai năm cánh dạ, chị là hoa mai năm cánh bên em Hoa mai tượng à. trưng cho phúc Lộc thọ, khang, hy, ninh, cung Nhiều lắm Mỗi cánh hoa mai nó có tượng trưng một cái lọc Cái này là đây là đồng tiền ngũ đế Còn cái này là đồng tiền hoa mai Nha mọi người hai đồng tiền hoa mai Cái này nè mình để dưới đáy của bát nhang ông địa ông thần tài Không có màu tím thì phan ơi Có màu hồng Nhị hoa ngựa tay uống buổi sáng hễ coi like Minh Anh là buồn ngủ quá Phải ráng rướn mắt lên coi Minh Anh <laughs> Cảm ơn chị hương nhị hoa tốt người ta uống vô mấy buồn ngủ chứ nhị hoa dẫm dởm uống vô sao buồn ngủ được đúng không đây cái cánh hoa mai này nè mấy chị để vô trong bóp tiền cũng được người ta nói người người ta nói phong thủy là phải có cái đồng tiền xu ở trong người đó kích hoạt về tài lộc hoặc là mấy chị có thể để dưới đáy bát nhang đáy của bát nhang rồi để chung với ốc anh vũ hoa mai em còn được ít chị nào khách mới mà muốn lấy hoa mai thì các chị đặt nha nãy đá phong thủy cho chị xã một hũ năm 1986 nha ok chị ngọc thái chị đeo bông tai của pha lê trái tim nè đẹp và dễ thương lắm cảm ơn chị Ai lấy đồng tiền hoa mai ghi giùm em cái đồng tiền hoa mai cực kỳ hiếm và bây giờ ít chỗ có lắm đúng là đồng đồng là đồng cổ trang luôn á cái đồng này nếu hàng xịn hai trăm mấy nè em tặng mấy chị trên livestream ngày hôm nay 68 mươi đồng nữa mấy chị quá sốc luôn chị nha lên đơn đồng tiền hoa mai giùm em luôn vậy, vậy lấy thêm hũ hồng là ba hũ nha ok luôn tình yêu rồi có đơn và đồng tiền hoa mai là có năm cánh tượng trưng cho năm ngũ hành luôn chị nha hũ là... thanh tẩy đá màu hồng là thạch anh hồng ồ nhiêu đây thạch anh thôi em nói thiệt nha về hả đục cái cái lỗ này là mặt di truyền cũng đẹp nữa nhiêu đây thạch anh hồng nè nửa ký đá đó mấy chị chín chín ngàn có ai cho giá này không không có ai cho đâu đây ai coi like chia sẻ giùm em chị, chị nào lấy có lên đôi em đá thanh tại là 99 ngàn à. mai mai còn được mai mấy mai cái lên tặng cái chị là 68 ngàn bộ tiền cái chị nha đó mình để dưới tác nha hành bỏ quý tiền là được luôn nãy anh. ai hỏi thì mấy chị hãy đặt nha còn cái này khách em đã thỉnh hết rồi ví dụ như chị nào khách mới chị nào khách mới thì mấy chị hãy lấy còn khách em là đa số là người ta thỉnh hết rồi ai kinh doanh buôn bán mấy chị đặt cái này dưới đáy của bác nhang ông điệm thần tài hoặc mấy chị để trong bóp tiền đều được để hay để dưới đáy bác nhang tốt lắm á ai thích thì bỏ trong bóp tiền cái này để đáy bác nhang tốt lắm để bác nhang ông táo được được chứ để bác nhang ông táo được nha tình yêu nha Ai coi like chia sẻ giùm em, ghi giùm em là đồng tiền hoa mai đi mọi người. Dạ đồng tiền hoa mai chị Thủy đẹp một có đơn mà chị Thu Hà Nguyễn một, chị Thu Hồng một, em có đơn chị Nguyễn Hằng một, em có đơn cho mình luôn à. Đồng tiền hoa mai bên em ra lỏng chị là 68 000 một đồng tiền giùm em luôn chị nha. Còn được ít. Rồi chị qua nha. Em một đồng tiền có đơn cho mình luôn Qua 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 qua. Like cho nó lẹ, buồn ngủ quá. Ai coi like chia sẻ giùm cái đi. Ngày mai công bố nha, dễ thương quá. 1440. Giờ mấy chị lấy mấy chị rửa thêm miếng nước vô nha, cho nó bóng. Tại vì nó bằng ngọc á. Cái này lâu lắm rồi nè Cái này là cái hồ lô Bằng Ngọc Hoàng Long Dễ hôn cực kỳ luôn Này em còn được có mấy cái Hồi nãy em có tặng cho mấy người á 1 triệu 440 Một cụ hồ lô bằng ngọc Rất là dễ thương Này mình để ngay bàn ông điểm thần tài Dễ hôn lắm Cưng xỉu luôn á mọi người Rất là đẹp nha mọi người nha Dạ em cho chị Bảo Giang lên luôn à Cho chị Nguyễn Tố một hoa mai em có đôi cho mình luôn à Có Minh Anh dồn vô hũ ba màu cho mình Minh Anh dồn vô hũ lớn ba màu cho mình luôn nha em không có hũ lớn rồi cái này uh, nói chung là em em dồn hết ba màu dùng hũ cho chị phan nha đó, ai coi like chia sẻ vô hũ hũ lớn nha nhưng mà cái này em sợ không đủ đâu chị hiệp phan ơi về chắc chị phải tự nghiên cứu cái hũ á tại vì cái này nửa ký là nó phân nửa rồi ba hũ không có đủ đâu ba hũ dùng không có đủ đâu về hiệp phan phải sắm cái hũ lớn hũ hiệp phan để rồi đó bây giờ em có cái này nè đây nào đây cái này uh, tính là tính like Tính hồi like, hồi đầu like Mà không hiểu sao hứng lên cái like cái đó nữa Đây nè Mấy chị nhìn cái này mấy chị biết là cái gì không? Đố mấy chị biết luôn á Ai coi like chia sẻ cho em cái ơi Dạ các chị cho em xin chúc cảm nhận trên like luôn chị nha Mấy chị yêu đẹp Mấy chị đẹp Mấy chị yếu yêu yêu ơi Mấy chị nhìn cái chai này mấy chị biết nó là cái gì không? Đây, nhìn dùm em đi Mấy chị cho em xin chúc ý kiến trên like luôn Giờ các chị bán sản phẩm là sản phẩm dạ, Cảm ơn dùm em luôn nha cái này em nói mấy chị nha ba trong một luôn á Đỉnh của đỉnh luôn á Và giá là Giá giá của nó là một chai như thế này Là gần 700 ngàn một chai Sợt dùm chị trên trang này đi Hôm nay mà ai không coi like cái này Tiếc gán chịu Ok sợ không đủ á Hũ lớn đựng trà bông được đó bé Nhưng mà em không có cái hũ đó chị Hoa Ngọc Chụp lên chị Hello chị Trần Ngân Chụp lên chị đi Chụp vô Ai coi được cái like này thì lấy nha Không ai hết á Dầu gội hả chị và không chị Nguyễn Loan Chụp chưa Cái chai này nó không phải dầu gội Cái chai này là nó là mật ong đó mấy chị Mật ong thiên nhiên đó Hà thủ ô hả Chai này mua gì tặng bình vàng vậy Minh Anh Hồi nãy em tặng ba người chia sẻ và cảm nhận đó, Chị bé Nguyễn Ra không? Chắc phải sợ chữ À, ra, rồi, ra, rồi, ra. ra chứ sao không ra Trời ơi chai này nó bán Savia Đây Không phải dầu massage đâu <laughs> Đây nha mọi người nha Rồi ơi em nói mấy chị nha Chai này em nói mấy chị Mắc cực kỳ Một chai gần 700-800 ngàn Hôm nay Minh Anh tặng nhiều lắm Chừng con ơi không coi like là tí Cái chai này cho em Nó là sữa tắm mà nó là vừa sữa tắm, vừa dưỡng da, vừa hỗ trợ viêm nang lông, vừa hỗ trợ trị thâm nang lông và đặc biệt cái này làm cho bóng da nữa. Cái này là nó sẽ giúp nói chung là nó sẽ kháng thể cho da của mấy chị luôn á mấy chị. Đặt kinh khủng chưa? Mấy chị ơi, mấy chị uống mật ong thì bây giờ em có một cái chai sữa tắm mật ong mà cái chai này là mật ong nguyên chất luôn, rất là thơm. Nó không phải là sữa tắm uh, bình thường Sữa tắm bình thường ví dụ như người ta có thành phần hóa học Hoặc là những cái chất sản phụ Hoặc là paraben Còn cái chai này là natural Một chai 100% từ thiên nhiên Và chai này có giá 800 ngàn ở bên Hàn Quốc Một chai Và cái chai này Em nói trước cái mấy tình yêu luôn Cái này em được tặng nên em sẽ bán cho mấy cái chị là cái giá cước em đi bay Tại vì cái này là em được tặng nên là người ta gửi đường bay cho em Hà một ký là 260 ngàn một ký cước Nên em tặng cho mấy chị 100% nha mấy chị nha là mật ong Mật ong đó mấy chị, mật ong manuka đó Trời ơi xài hết trơn hì hì Cái này ai mà da viêm nang long Thơm lắm mấy chị ơi Viêm nang lông, lỗ chân lông to Hoặc chị nào mụn lưng tắm cho em cái này Nó kháng viêm lỗ chân lông Cái này xài cực kỳ ngon Bây giờ cho tắm mật ong nè Bây giờ cho tắm mật ong nè Nói trước nha Nếu em bán cái này em phải cân ship nữa, em bán một chai này là 350 Nhưng mà cái này em tặng Ai lấy tắm sữa mật ong Ghi dùm em sữa tắm mật ong một trăm phần trăm là mật ong thiên nhiên á mật ong mắt nó ca á nguồn mật ong là của úc đó thơm lắm của hàn quốc ai lấy ghi sữa tắm mật ong em tính tặng mấy chị một trăm chín mươi chín ngàn đồng duy nhất livestream ngày hôm nay nha mọi người quá sốc của chị nha sữa tắm mật ong tặng chị là một trăm chín mươi chín ngàn luôn à cái này là ai mà không tin phải đợi ngày mai đi search trên trang này vừa đi cho biết một chai của nó từ từ để bấm máy tính coi mày ơi Dạ sữa tắm này sữa cực kỳ tốt luôn các chị nha. Có mùi thơm dịu nhẹ cho mình luôn à có thành phần là từ ô liu. 27 000 à. won nhưng 567 là nhân 21 567.000 chưa tính cước. Một chai gần 700 000 Một chai sữa tắm mật ong. Nó không phải là mật ong uh, kia mà nó gọi là sao ta mật ong từ thiên nhiên luôn á. Natural luôn á. Nói chung là nó nó đắt tiền lắm. Chai này được gọi là sữa tắm nhà giàu á mấy chị. Rất rất là ok. Thì ai lấy ghi là sữa tắm mật ong một chai như thế này 199 ngàn một chai nha mọi người nha Bởi vì mấy chị thấy cái chất của nó không? Nó lạ lắm mấy chị Nó vừa tắm mà nó vừa dưỡng luôn Chớ nó không phải là cái sữa tắm thông thường Chai này rất là đỉnh Đỉnh của đỉnh luôn á Đỉnh cao luôn mọi người Ai coi like chia sẻ giùm em à, Cái gì sữa tắm mật ong mà ngủ kiến tha đi quá Chị Hoa Ngọc chia sẻ <laughs> Ai đang coi like ghi là sữa tắm mật ong nha Thơm lắm á mọi người Thơm cực, cực kinh khủng luôn á tí quá lại sữa tắm ở giường ẩm cực kỳ tốt luôn chị nha bên em ra lỏng chị là một một trăm chín mươi chín luôn em ấy? còn định định like cái này nữa nào mà thôi để ngày mai mình up siêu vừa uống mật ong giờ tắm mật ong phải đẹp từ trong ra ngoài luôn chị Cát tường <laughs> ngày mai là khách sĩ là lấy uh, sáng là chị thọ phạm chị lấy uh, nhiêu nhiều sáng bà cho mấy chốt mấy chục hũ mật ong á uh, gần trăm hũ uh, là khách sĩ lấy đó ôi mực ong nhà em nha mấy chị nha Uống mà không ngon thôi trả lại tiền Mực ong thiên nhiên, mực ong rừng á ngon và thơm lắm Má ơi cầu trời đợt này đi đừng có bị bể đổ nha Mơ chết luôn <laughs> Tiền không có lỗ nặng nề luôn Sữa tắm mực ong Ai coi like chia sẻ chia sẻ cho mọi người nha sữa tắm mực ong là tặng, tặng chị là 199 ngày giùm em mình... Cái này là giá web của nó 3 triệu nè Bây giờ mình coi mình nghiên cứu trước đi Mai mà ai mà da nám tàn nhang vô coi like đi sữa tắm mật ong da căng mình lắm nó là mật ong thiên nhiên á chị hiệp phan để bây giờ em khui cái hộp em đưa dùng cái kéo mày đây để em tí em like này để em cho mấy chị xem đưa đây cái này chắc phải để ngày mai đi nay mình nói trước sơ sơ thôi tại vì nay chưa làm giá tính like mà chưa coi giá nữa chưa tính cước mấy chị ơi em mua hàng sale quá Em mua được hàng sale á Nên ai coi like là phải chụp lẹ nha Một hộp như thế này là 3 triệu rưỡi một hộp Mấy chị ơi em có đăng ở trên mạng rồi đó Mấy chị lên mấy chị xem đi Kem này là đặc trị nám Đặc trị tàn nhang Đặc trị đồi mồi Tốt cực kỳ à, Chị Hân Tường bật ong bao nhiêu hủ em Bao nhiêu là sao không hiểu Bao nhiêu dạ Sữa tắm mật ong 199 ngàn một chai Trời ơi mấy chị ơi Cho em tháo con chai này ra cho mấy chị coi nha Cái mùi đã giả mang Đã nói mật ong thiên nhiên mà mọi người Mấy chị ơi Mật ong hóa chất thì nó khác Còn mật ong thiên nhiên là nó khác Nhìn cái hũ nè Có ai cảm nhận được mật ong thiên nhiên không Cái này em chỉ tặng thôi không bán 199 ngàn một chai Đỉnh không Thơm lắm đó mọi người ơi Mấy chị về nha trời ơi mấy chị ơi Mấy chị xài mà mấy chị không ghiền lại đây em trả mấy chị Sữa tắm mật ong Mà đặc biệt nha Cái này mấy chị thoa lên trong trên body của mấy chị đó, Nó mướt lắm, nó mềm lắm Ai mà da khô dùng cái này Kháng viêm Chị nào lỗ chân lông bị to, bị thâm Mấy chị dùng cái này Mực ong mấy anh bán theo lít Chị hân tường Một hũ như thế này em đang bán là 300 750 chia hai là bao nhiêu em 700 bảy trăm rưỡi chia hai ba trăm bảy mươi lăm ngàn một hũ mật ong mật ong rừng em bán một lít hũ này 500 ml ai lấy một hũ là 375 trăm bảy nha mật ong rừng ngon lắm mà mà thơm lắm mấy chị ai lấy sữa tắm ghi là sữa tắm nha nha mọi người ha dạ, nhìn sữa tắm ở đăng nẵng chị là một trăm chín mươi chín ngàn chị nha thơm lắm thơm lắm mọi người ơi ai lấy comment nha rồi bây giờ bé anh qua bây giờ bé anh thơm cực luôn á hủi thủ huyền thơm lắm thơm lắm nãy tắm thử rồi thơm lắm chuẩn mùi mật ong luôn á nó mà tắm mà kiến bu ai sản sinh ra là làm gì trời thơm lắm luôn á mọi người sữa tắm mật ong đây nha mấy chị nha <laughs> uống mật ong bây giờ tắm mật ong luôn sữa tắm mật ong thiên nhiên đó đây đó xài đi rồi biết tắm đi rồi ghiền chai này em đã nói em tặng Chai này bán là gần 500 700 000 một chai. Không có ai à không có ai chơi liều bán chai này 500 700 đâu em mà nhập vô em cũng không dám bán đó mấy chị mắc quá ai mua. Em được tặng. Có đường thùng mà, là thùng hình như 15 hay 20 chục chai đó thì ai lấy thì comment nha, là 199 000 ngàn Là coi như tiền cước tại vì cái này em đi bằng máy bay. Cái này là một ký là 260 000 ngàn là tiền máy bay đi rồi, còn đi đường công thì rẻ nhưng mà được tặng là cái này là đi luôn thảy là máy bay bay luôn nên cái này em chỉ tính cước thật ra thì nói nói tính cước thôi thì bù qua sức lại thì cũng lời được khoảng là 15 ngàn chai đó thì nói như vậy đi nhưng mà em nói thiệt 15 ngàn là coi như cho rồi gì tiền đóng xốp nướng chi mấy chị xếp lỡ bể đổ hay gì làm sao ai mua rồi biết nha cái này em tháo siêu ra cho mấy chị cảm nhận cái này tắm mà không ghiền thôi về tắm đi rồi khen tắm thơm lắm mà đặc biệt mấy chị thử đi trải nghiệm đi sữa tắm nhà giàu sữa tắm dành cho nhà giàu Sữa tắm thông thường là khác Sữa tắm này sữa tắm mật ong Viêm nang lông kháng khuẩn cho da Trị lỗ chân lông trị mụn lưng Chị nào khách vip vip mua thử một chai xài đi Hello chị Trần Ngân yêu dấu Mua thử xài một chai đi Coi đi phê pha cuộc đời 199 ngàn chai đó mọi người Bé ơi sữa tắm nhà chị còn nhiều lắm Tắm qua năm cũng chưa hết luôn <laughs> Em nói mà Hàng sử dụng bao lâu trời ơi Hàng này em được tặng rất xa lắm chị ơi Cái chai này em cũng không có tiền mua đâu Em nói thiệt mà Em chia cho xài đó mấy chị. Từ từ để em nhìn cái đá đã mấy chị Từ từ đợi nha. Có mã số thuế nè ở trên đây nè Đầy đủ hết nè. Từ từ Ôi có coconut nữa nè. Là có dầu dừa hả ta Coconut. Có dầu dừa nữa mấy chị Giờ sửa tấm bên em tặng cho chị là 199 ngàn hàng chuẩn Của Hàn Quốc 100% một chị nha. Từ 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 Ui là trời ơi. Đát xa mươi bốn Tha hồ xài Đáp 2024 sữa tắm mật ong thiên nhiên natural. Nha, ai lấy sữa tắm mật ong ghi, đặc biệt nhà mật anh đặc biệt nha, mật ong thật kiến không bu nha Minh Anh yêu chính xác. Tại vì mật ong mà mật ong mà có đường là kiến nó bu, còn tắm thử cái này đi nó không có bu đâu. Nó có coconut là dầu dừa và nó có ô liu oi. Cái chai này là nó có mật ong, có dầu ô liu, có coconut oil là dầu dừa, và nó có làm từ cho em là mật ong manuka là mật mật ong của úc á và cái này là nó gọi là body oil sáp là sữa tắm nhưng mà nó gọi là oi là nó có dầu là nó sẽ vừa là sữa tắm vừa là dưỡng nên khi ai đã tắm cái chai này khỏi cần dùng lotion nó gọi là body oil sáp là sữa tắm dưỡng là vừa tắm xong là nó có một cái lớp oi là cái lớp dầu dừa và lớp coconut nó dưỡng da cho mấy chị luôn á ai mà da khô hoặc là chị nào mà da mà bị giống như là bị khô cái lớp chân của mình bị chốc vảy cá mấy chị xài cái chai này của savia chai này của hàn quốc nha đó của nước hàn quốc Đây mọi người ai coi like chia sẻ đi tặng mấy chị được thùng 15 20 chai đó ai lấy cảm ơn nha rồi đọc chốt đi em để đi. cho mấy chị khỏi hỏi sữa tắm chốt cho chị hạnh đổ một sữa tắm mà chị thủy Châu Ngô một sữa tắm chị lâm tuyết phương một sữa tắm em có đôi luôn nè à. chị thu... ai bị mụn lưng là về xài nha sữa tắm mật ong ai có mụn lưng xài cái này quá đỉnh luôn chị nha chị thu ai là hai sữa tắm em có đôi cho mình luôn nè à. chị tường vi một sữa tắm mà chị hồ liên tam một sữa tắm chị dung nguyễn một sữa tắm chị ngô thì anh đào một sữa tắm chị cherry lê một sữa tắm em có đôi cho mình luôn ấy chị thủy châu ngô cái này bé anh không có vụ nha chị châu ngô cái này chị châu ngô không tin chị châu ngô xài hữu đi cái này hơi bị đã luôn á chị Châu Ngô Tại vì hồi nãy em tắm rồi em khui gam xài thử rồi Tại vì cái này em mới nhận được ở bên Hàn Quốc á Chai này là tới 700 ngàn một chai lượng Nó là sữa tắm mật ong thiên nhiên đây nè em chỉ mấy chị nè cái người mà không biết người ta cũng phải biết nữa một trăm phần trăm là pbm nè làm từ mật ong nè manuka là mật ong của úc nè nó có cho em thành phần là dầu ô liu nè và đặc biệt là có dầu dừa ở bên trong đây nó là sữa tắm vừa tắm vừa dưỡng nhưng mà nó là hàng một trăm phần trăm là mật ong thiên nhiên đó nó chiết xuất từ bậc ông thiên nhiên đó mấy chị Đó mấy chị thấy đã không Trời ơi Ai mà giàu giàu tắm thử đi Nó chứ không có giàu đâu 199 ngàn với cái chai trà tối bữa này Cũng bự bự là thấy cũng ok rồi Xài thử nha mọi người nha Giờ chị đã lấy sữa tắm đây, chị nha. 100 đây là kem đặc trị nám Đây cho mọi người xem Cái hũ 3 triệu Nó có khác chứ mấy chị 3 triệu rưỡi Hũ này web đang bán 3 triệu 500k Mấy chị xem cái hũ hàng 3 triệu rưỡi nó khác gì với hũ 300 ngàn không? Như một cái viên thủy tinh luôn Đẹp, phải nói đẹp thiệt sự Dòng này được gọi là view Viltranet Double Plus Không phải gọi là kem dưỡng nữa Mà gọi là kem thuốc đặc trị nám tàn nhang và đồi mồi Mật ong thật kiến sợ lắm á Vì nó dễ bị say á bên anh yêu Sữa tắm nhà bé đẹp tắm loại nào cũng thơm Lúc nào cũng thích Đó Mấy chị xem hũ kem 3 triệu rưỡi nó có khác không Đây Nói mấy chị up siêu đi Ê, Em lên cái trang đi. em chỉ mấy chị nè Đó đưa chị cái trang kinh ly đi dạ. Ê từ từ để mở ra đã Đẹp quá luôn á Hũ kem thì nhìn sang chảnh mở vậy Kem này nếu không đỡ nám Bao nhiêu cũng cũng chơi Thiệt luôn Cái này là em nói mấy chị hũ kem gần 4 triệu Là nó phải khác chứ Đây nè đây. chỉ mấy chị nha. Em có để cái link luôn á để cho mấy chị an tâm vì nó là hàng chính hãng. Đây. Em có đăng cái bài đăng. Em có đăng một cái bài đăng về cái kem này. Nó có cho em 10 thành phần ở trong đó luôn. Adenosine, niacin acid, đây đặc trị thâm nám, sản sinh collagen, chống oxy. Và đặc biệt nó có một cái thành phần nữa cho em là nó làm từ nhau thai đó mấy chị tốt cực kỳ luôn và đặc biệt nó có thành phần cho em nhiều thành phần cực kỳ tốt nha nhìn hũ kem là mê đây em có gắn cái link ở dưới đây nè đó mấy chị sệt vô cho em mấy chị nhấn vô cho em hay là chuẩn một trăm hàng của hàn quốc luôn chị nha nó sẽ ra nó sẽ ra cái 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 link của hàn quốc á nó sẽ ra cái link ở bên đó mạng đang yếu như đợi em tí nó đang quay thôi mạng gì lắc dữ vậy mày tại ơi đợi em tí ơi Mạng nó quay 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 rồi Nó sẽ ra cái link Mấy chị không tin mấy chị lên cái trang facebook em Mấy chị sọt đi nó ra cái link Nó ra thành phần sản phẩm Rồi review ở bên Hàn Quốc luôn Em gửi cái link đó cho khách để em muốn Khách ơi khách lên khách tìm hiểu và khách xem trước đi Rồi khách hãy coi like em khách mua Và em nói trước Em chỉ gom được ba mươi mấy hũ này thôi Và số đẹp luôn Có vài trăm ngàn thôi đang hóng hũ kem hồi trưa giờ chị Bùi Dương Chị Bùi Dương Hãy đợi em Ngày mai em like Kem này Em nói huyết thanh c Mấy chị xài nhà em mà mấy chị khen Đỡ nám trắng da Thì riêng thằng này thì thôi Hủ kem đã gần 4 triệu rồi nó có khác chứ Huyết thanh c Ai xài mà không ghiền trả lại tiền Huyết thanh c Đã không Khách em dùng cái huyết thanh c này ai cũng khen tháng sáng nay mới gặp thêm một phản hồi của khách khác nói dùng được 10 ngày da đỡ mờ thâm luôn con trai chị bị mụn sức cái này lên đỡ thâm mụn hẳn vitamin c là tiền đề ức chế những cái vết nám và đặc biệt vết thâm mụn cực kỳ tuyệt vời mấy chị dùng huyết thanh c này cho em mỗi ngày nha khuyên mấy chị huyết thanh c dùng buổi to ở buổi tối còn mấy chị dùng cấp nước hoặc mấy chị dùng cho em những sản phẩm kia mấy chị dùng buổi sáng huyết thanh c dùng buổi tối đi tránh ăn nắng Bán luôn bên anh chị em đi chồng chưa có tính cước Cười ơi Tính like mà chưa có tính cước Đây nè Đợi đi ngày mai em like cho Đây có cái trang web hết nè đó Để em tắt mấy chị xem Tu đi đó Đây là cái trang web của Hàn Quốc Mấy chị xem dùm em Một hũ kem 128.000 won Nhân cho 21 dùm chị đi em 128 nhân cho 21 là 2.633.000 Đây Giá gốc 2 triệu 688 ngàn một hũ kem Em nói với chị không xạo đâu Em đặt số lượng Và đặc biệt nữa em đặt ở bên đó Thương hiệu em đặt mặt nạ Và em được hỗ trợ Là mua giá giảm 50% nữa Với so với giá web Là em có cái mã code đó Để em được nhấn giảm giá đó Mấy chị có tên ông hũ kem này Em mua về với giá mấy trăm ngàn một hũ Mà giá trị của nó gần 3 triệu một hũ 3 triệu rưỡi một hũ mấy chị nhìn cái hũ kem nó đáng đồng tiền bát gạo không? đó, xem cho em đi mấy chị. đây, mấy chị lên mấy chị xem hết đi. em có ghi đầy đủ hết luôn á và ngày mai ai mà có nám tàn nhang hoặc là đồi mồi hoặc da các chị như thế nào mấy chị coi like của em. thật sự luôn á hũ kem đỉnh nào. đây, hũ kem là nó có, sẽ có thêm cho mấy chị thêm một cái uh, cái này nè, cái này là để cái ván để múc kem nè, đó có cái nắp trời. trời ơi mấy chị ơi nó rất là thơm luôn á đẹp, đẹp không đẹp. thì hũ kem ba triệu mấy không đẹp sao đẹp đẹp thua em xíu thôi đó nhìn ra ghiền lên ngày mai coi like <laughs> chưa tính tiền <laughs> nói chứ chưa tính tiền cước nên là ngày mai mai tính xong xuôi đi mai like mấy chị còn ngày mai mà vui vui nữa vô like tặng vài chị trải nghiệm luôn kem nám kem này không phải là chuyên về nám đâu, nó là thuốc đặc trị nám luôn, nám tàn nhang, đồi mồi và những chị nào da không đều màu, là da có vùng đen, có vùng sạm, có vùng trắng, thoa lên. tiền nào của nấy nha, nhưng mà mấy chị chỉ một mua được đúng một đến hai lần thôi, nếu em còn hàng thôi, chứ may mốt hết là mấy chị ơi phải mua giá cao lắm, là giá 3 triệu mấy ngũ á, chưa có giá này đâu nên mấy chị ơi đợi em ngày mai với anh like cái này nha về mà không xịn sò là thôi luôn nha đó đó bây giờ là tranh thủ lên mạng sệt hết đi ai mà có naver của hàn quốc thì lên sệt đi để xem coi em có nói đúng không còn chị nào mà có người nhà bên hàn quốc gửi hũ kem này đi hỏi coi xem hũ này bên đó bán bao nhiêu tiền đó em bán mà em bao mấy chị hỏi luôn là mấy chị khỏi yên tâm và mấy chị ơi, mấy chị về cái chị lên link, cái chị lên web, mấy chị đọc hết đi rồi ngày mai mấy chị mua thôi. Và em chỉ có ba mươi mấy hũ thôi là giá mấy trăm ngàn, còn qua ba mươi mấy hũ là đợt mới đặt là về là phải mấy triệu một hũ. Nên tranh thủ đặt nha, tranh thủ coi like. Hẹn mấy chị đẹp ngày mai coi like của em nha. Mai em có quà hot được không? Thân xuống kiếm bên anh kìa chị Hiệp Phan <laughs> Chị Minh Châu Mong được bé anh giảm mạnh để tụi tôi có kem xịn xài Dạ Mai Lai tặng huyết thanh truyền trắng Trời ơi chắc xỉu ngang <laughs> Xỉu luôn Vài trăm ngàn nhân giá mấy triệu Em nói mấy chị ơi tám trăm đi vô trong xì sì ba Mấy chị làm da được Em nói mấy chị mấy trăm ngàn Mấy chị đi dưỡng da thử đi xem hiệu quả không Hiếm lắm mấy chị mới được mua Em nói thiệt mà em khuyên nếu như hôm nay ai đang coi like của em ngày mai mỗi người mua vô một hũ thôi về xài đi xem chất lượng của nó như thế nào hôm nay em chỉ bia thôi tại vì hôm nay em chưa có lên giá tại vì em chưa có tính tiền cước mấy chị ơi mấy cái này em đi đường bay còn nếu đi đường tàu thì em không cần phải lo rồi còn cái này em đi đường bay nên nó mắc mai vô coi like của em đi về mà không đỡ nám bao nhiêu cũng đền em đọc review ở bên đó phụ nữ hàn quốc người ta xài cái này là vô địch luôn á dùng nhiều lắm mấy chị hãng lớn gọi là nhà giàu ở bên đó dùng á ở việt nam mình là dùng Innisfree free the face shop là nói là đắt đỏ nhưng không có đâu bình thường ở bên hàn quốc thương hiệu bình dân bên hàn quốc là người ta xài những thương hiệu này nè mấy triệu một hũ kem đó mấy chị ơi trải nghiệm đi và em sẽ bán cho mấy cái chị nói chung là giá học sinh mà chất lượng thì rất là tốt nha mai coi like của em đi hẹn mấy chị gặp lại ba mươi mấy hũ thôi để lát em thống kê có ba mươi mấy hũ là số mấy trăm ngàn thôi Còn trên ba mấy hũ là mấy triệu một hũ Gặp lại nha Nay em mệt rồi, ngày mai em còn phải ngồi Em xỏ dòng cho mấy chị nữa Nên hôm nay em xin phép, hôm nay em nghỉ sớm Ngày mai em livestream. live stream Ngày mai nếu như mà trưa em không like Thì em lại gặp mấy chị vào buổi tối Thì cái giờ live stream của em chỉ có 8 giờ 8 giờ rưỡi, 8 giờ 45 3 giờ thôi Còn buổi trưa là khoảng 2 giờ đến 3 giờ trưa thì các chị cứ canh like hai ba giờ mấy chị vô không thấy bé anh like thì mấy chị lại coi tối Thông cảm giùm em nha Đó Hôm nay dạo này em nói thiệt mấy chị ơi em già rồi Em uống vị uh, hoa nghệ tay xong rồi em buồn ngủ quá <laughs> Thì có buồn ngủ lắm luôn Nhiều khi tính like nữa mà thôi thấy mệt mệt là thấy thôi đi nghỉ rồi để, để có sức để mai làm Ngày mai cũng phải ngồi soạn hũ đá cho mấy chị nè Để cho mấy chị gặp nhiều may mắn nè thương em, cho em đi ngủ nha, gặp lại ngày mai nha, bye bye, chúc mấy chị yêu của em ngủ ngon, cảm ơn mấy chị nhiều đã coi like của em và theo dõi like của em ạ, à. hẹn gặp lại vào livestream ngày mai nha các chị nha.